nay vợ yêu làm gì cho anh ăn đó? Hôm nay em làm toàn mấy món anh thích không luôn á. Chỉ có vợ anh là mới hiểu ý anh thôi. Em đồ ăn nó đơn giản mà sao qua bàn tay của em nó hấp dẫn dễ sợ luôn nghe. Nịnh quá ông ơi. Trời ơi, vợ anh làm món nào cũng ngon hết. Nè, có món trứng anh thích đó anh ăn đi. Đây, để nó cho. À, cảm ơn vợ nè. Ăn từ từ thôi, không có ngốn đâu đó. Ngon quá. Mấy bữa nay á, em không có bị mắc ói. Chắc em không có bị ốm ngán á. Vậy đỡ, chị em phải ăn nhiều vô, tranh thủ ăn nhiều vô nha. Đó, ăn thêm miếng nè. Dạ, tía mới qua. Đâu đây? Dạ, qua chơi. Ủa, tía ở đâu gấp như vậy? Đi qua dọn ba cái phòng phụ với má mày nè. Ủa, thằng Tám đâu tía? Trời đất ơi, nó đi quay phim mấy ngày nay có thấy mặt mày gì đâu. Thôi vậy để vợ chồng con qua đây phụ tía má nha. Thôi 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 khỏi đi. Mày á, vườn ruộng rồi vợ con tùm lum tà la, thời gian đâu làm ba cái chuyện này. Tía nói phải đó, con ở nhà chăm vợ con đi, không cần qua phụ đâu. Dạ bên nhà vợ chồng con lo được mà tía má. Ờ, nói mới nhớ, con nhái nó có thai, nay cũng là hơn 3-4 tuần rồi hen. Dạ. Mà sao má không thấy nó ngén lại? Dạ con cũng thấy vậy á. Bà mà có bầu một cái rồi đó, bà ốm ngén á, bà hành hạ người ta, thứ đều muốn chết. Có 3 lần chứ nhiêu. Trời đất ơi, theo bà đó, bà muốn cỡ chừng mấy lần mới vừa sức bà. 3 lần không á, tôi cũng muốn cong lưng đây nè. Ủa tiếc, bộ ơi, vợ bị ốm ngén cực lắm hả tiếc? Trời đất ơi, người ta đó thì đơn giản thôi, còn má mày dữ lắm, bị gì bả đâu phải người phạm. Vậy chứ má còn ở đâu? Ở trển xuống đó, có một bả đó. À, trời đất ơi, mày thấy bà hành tao một cái đó nghe. Một ngày đó bà ói cái chừng 20 lần rồi đó. Hốt muốn chết. Bắt tao làm ngựa nữa mày. Trời đất ơi, bắt tao làm ngựa cỡ vòng nhà chơi vậy đó. Rồi hết ngựa xong rồi làm bò, rồi làm trâu, bà làm bắt tao làm đủ thứ con đó. 12 giáp tao làm hết trơn á. Ủa chứ không phải bị ốm ngán là bỏ ăn hay là ói thôi, chứ có vụ làm trâu rồi làm bò làm ngựa gì nữa tiếp. Trời đất ơi, thôi má mày nó coi như đủ thứ chuyện trên đời, hiểu không? Làm trâu làm bò rồi bỏ ăn bỏ uống rồi kiếm chuyện, mày thấy nó kiếm chuyện không là mày đã chịu không nổi rồi. Không ăn nghe mặt mày ghét rồi, nó xanh dờn xanh hẻo dùm thấy ghê lắm, sợ ma lắm. Chị à, tía chúc mừng con đi, tại vì vợ con không có bị ốm nghiến. từ từ vài 3 tháng kìa mày mới thấy cái sự khổ sở của cái thân liệu yếu của mày. Cái này chắc tí nói quá, ống ngán thôi mà làm dữ vậy tiếp. Tí ăn thử đi. Cô Hồng mới cho á. Giò. Trời ơi. Con làm gì? Chua gì mà chua dữ vậy? Trời ơi nhái ơi nhái. Mày ăn uống cái kiểu gì nhái? Có bầu có bị mà ăn uống kiểu gì kìa vậy? Tại nó thèm nó ăn chứ có gì đâu mà ông ăn có miếng xồi mà ông làm gì thấy ghê vậy trời. Bà cái xoài này nó còn xanh nè, thấy không? Cứng nhắc cứng còng nè, mà nó là axit trong nữa, ăn vô đi một lát rồi cào ruột, rồi ảnh hưởng đứa nhỏ tao mà coi. Thôi không đi, nó có thai, nó thèm, lâu lâu nó thèm nó mới ăn một lần, chứ đâu phải nó ăn hàng ngày đâu mà ông lo sao, ông nói gì mà bị cái này bị cái kia, có gì đâu. Tôi nói nghe đó là cho nó ăn đi ha, cho nó ăn đi rồi có gì đừng có đổ thừa. Thôi con không ăn nữa, tí má đừng gây nhau nữa. Lâu lâu hôm qua cô ăn có một lần, tí cũng la con. Thôi đi về. Đó. Má ăn gì vậy nha má? Tôi thường tôi mới nói. Có giọng nha. Trời ơi con gái rứa gì mới nói con câu có dừng lẫy gì luôn hả? Đó, tại ông á. Nhỏ có thai nhỏ thèm. Thèm nó mới nó ăn. Ăn được có mấy miếng rồi tự nhiên ông trận họng rồi nó giận nó bỏ đi về hết chưa? Tự nhiên nó quạo tôi vậy. Tôi cũng vì thương con thương cháu tôi mới nói chứ tôi ghét bỏ gì nữa đâu à.
Làm gì mắt liếc tôi giống như dao cạo. Ngoại ngoại. Hả? Cái buồn chuối mà hôm bữa con cắt á, chín rồi nè. Buồn này ngon hơn buồn trước luôn á. Ờ, trái nó tròn hơn. Dạ. Dạ, thưa ngoại, con mới qua. Ờ, con mới qua hả Bảy Cò? Ngồi dạ. Xuống chơi con. Dạ. Ăn gì mua cái giò heo bự chà bá à? Tự nhiên thèm giò heo hầm với đu đủ. Sẵn nấu vậy á, bồi bổ vợ luôn. Cho vợ thấy tình cảm vợ chồng nó ngọt ngào. Nè Bảy Cò, nghe ngoại dặn nè. Con có hầm giò heo đu đủ cho con nhái nó ăn thì con phải mua đu đủ hườm, người ta gọi là đu đủ mỏ vịt đó, biết không? Ừ, chứ con đừng có mua đu đủ xanh mà hầm cho nó ăn là tiêu luôn đó. Sao tiêu ngoại? Thì không có thằng Cò Con chứ sao. Trời, gì dữ vậy luôn á? Ừ. Với lại ngoại dặn nè, con cho con nhái ăn cái gì á thì cũng phải cẩn thận. Người có thai á thì phải cho nó ăn chín uống sôi. Con không có cho con nhái ăn mấy cái đồ nướng, đồ tái, gọi là đồ sống đó. Không có tốt đâu, nghe chưa? Ừ. Cái vụ này ngoại yên tâm đi. Vợ con á, cái gì ăn cũng được hết trơn á. Ừ. Mà đặc biệt nha, thích nhất là cái món đồ nướng. Thôi mẹ ơi, đâu có được. Ông bà già xưa mình dặn cái gì á là phải có lý do hả ngoại? Đúng rồi đó con. Nhiều khi con nhái nó ăn được mấy cái đó, mà mấy đó nó không tốt cho em bé là sao? Phải cử. Người có thai á, không phải là muốn ăn cái gì là ăn, muốn uống cái gì là uống. Phải cử chứ. Cầm nước gì chưa? Hôm nay làm gì cho anh ăn đây? Lắc đầu là sao? Em chưa có nấu. Sao giờ này em chưa nấu cơm nữa là sao? Em bị ngán rồi. Ngán hả? Thôi được rồi, để anh làm cho. Ngồi nghỉ đi. Cơm đi nha. Nấu đi cơm đi em. Ủa, em sao vậy? Anh mùi gạo ghê quá. Trời. Hôm nay mùi gạo cũng thấy ghê nữa. Mùi gạo, rồi mùi dầu, rồi mùi cá nữa. Em Nè. Em đem ra đi. Tía ba ơi. Cái gì vậy bãi? Vợ con. Vợ mày sao? Con vợ con. Bị cái gì? Cái gì con nhái bị gì? Dạ bị ống nghén. Ôi trời ơi, thằng hết hồn. Làm hết hồn hết vía, tưởng bị gì. Rồi có bị gì nữa không? Dạ bị qua giờ không ăn gì hết. Không ăn gì hết hả? Chết cha, vậy đâu có được. Vậy con kiếm cái gì nhẹ nhẹ cho nó ăn. Dạ. Mà cái gì nhẹ nhẹ má? Cái ăn cái gì nó nhẹ nhẹ không? Dạ cái gì nhẹ nhẹ tía? Nhẹ chỉ có bông gòn thôi, chứ có gì đâu nhẹ. Bông gòn. Ủa bông gòn ăn được hả má? Mày khùng quá đi.
dởm ngán rồi riết rồi rối. Bông gòn sao ăn? Ông chọc mày đó. Tía, đang vậy thì tía còn giỡn với con được nữa. Đang gấp mừng cứ chọc nó không à? Ăn gì? Trời ơi, mày về mày bắt con gà mày mần đi. Rồi mày hầm, mày bỏ ba cái táo đỏ với đậu phộng vô hầm cho nó mềm mày cho nó ăn. Dạ. Ờ, đi làm liền đi con. Bà quên quên nữa. Gì vậy? Gà lớn hay rồi gà, gà nhỏ tía? Gà nhỏ gì thôi cho nó mau mềm. Dạ, thưa tía bán gì vậy? Uống luôn nước nha. Dạ. Nhớ bỏ xương á. Dạ. Thằng nó dởm ngán nó mà làm rộn hết trơn à. Ủa mà sao nó qua nó không hỏi tôi mà nó hỏi ông? Ủa hồi đó tôi chăm bà hay bà chăm tôi? Cái gì mà quá trời bà Tư ơi. Bà đi vô đi chứ tôi yên tôi bình dùm các bà ở đây rồi hồi bà hỏi chuyện rồi tôi mất công. Ê, cháu tới đây, cháu đây. Cháu tình yêu tới. Em, ăn cháo đi. Cháo anh nấu á. Thôi. Đi ra, em đi ra. Không, không ăn đâu. Thôi em ăn miếng đi, dù gì ăn miếng không để cho em có chất dinh dưỡng hay là con cò con nó hấp thụ được chứ. Em nó nói không ăn rồi ăn cái em hoài vậy. Thôi năn nỉ mà ăn giùm miếng đi, công anh nãy giờ anh nấu ăn cho anh vui ha. Em đã nói là em không có ăn. Em sao vậy? Anh mới bị sao á? Thử anh có bầu đi rồi anh biết. Nó nói không ăn là không ăn cái em hoài. Vợ con thay đổi 360 độ luôn á tía má. Khi không á, vợ con nổi quạo con đã vậy còn giận lẫy con nữa. Con còn thấy ha, tự nhiên la hàng cốc vô cớ nữa. Ờ thì phụ nữ đang mang thai cho nên tâm sinh lý nó thay đổi thất thường lắm. Con ráng chiều vợ một chút đi. Vợ con á giống như là một người khác chứ không phải là hai nhái nữa. Thôi ráng chịu đi. 9 tháng 10 ngày chứ nhiêu đâu. Được tháng 10 ngày rồi, còn 8 tháng nữa. Ráng chịu, ráng lo đi. Đúng rồi đó. Ma thấy con nhái á, nó cũng yếu lắm đó con. Ôm ngán gì, ăn ói hết trơn à. Thôi con chịu khó, chiều vợ một chút, chăm sóc nó kỹ kỹ một chút. Dạ. Ma thấy đó. À, lúc nào cũng vậy hết á. Cũng đi tìm mấy cái món mới món bổ cho con ăn mà cũng biết con ăn hoài à, riêng con ăn không nổi luôn. Trời ơi, thì tại nó thương bay thì nó muốn làm những cái món lạ lạ cho con cho bay ăn, không có ngán đâu mà. Mày đừng có bên ảnh nữa, anh không có hiểu tâm lý của con. Chứ bay muốn nó phải làm sao nữa? Còn nữa, anh cứ đi làm hoài má, anh để con ở nhà ăn mình vậy á. Ơi, thì có công có chuyện nó đi làm chứ cũng muốn ở nhà làm gì. Nhưng mà con đang mang thai mà, anh phải ở nhà với con phụ con chứ má, đâu thể nào đi làm suốt được, rồi chở con đi mua đồ cho em bé nữa chứ. Con ơi, cái chuyện đồ em bé từ từ, chưa cần thiết mà. Có làm sao vậy? Ồ, sao vậy nhái? Má ơi, về ở với má nha má. Trời ơi, đâu có được nè. Nhưng mà má, con không ở chồng con nữa đâu. Trời ơi, bỏ tầm bậy vậy. Có chồng thì phải ở với chồng chứ sao đòi ở với má. Muốn nhớ tía má luôn. Con nhớ á thì về đây chơi thăm tía má, nhà gần xịt chứ có xa xôi gì đâu mà đòi ở luôn à. Không, ở luôn không có về hết. Con nè, bởi vậy nói phụ nữ á mà ổng ngán á, nó hành ngán là vậy á, trái tánh trái nết, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Nhái, có sao không con? Ê, ngồi dắp môi một hai cái chơi thôi nha.
phải về lo cho con vợ có bầu hành quá. Thôi mày khỏi nhấp luôn đi, tao uống cho nè. Bình thường hai nhái á nó đã không có khoái mày tụ tập nhậu nhẹt với tụi tao rồi, giờ nó bầu bì ốm nghén rồi khó chịu trong người, lát cái nó qua đây nó chửi mày xong rồi tụi tao bị giả lây luôn nữa. Ê muốn về đi. Về ở đây đi, đừng có về. Sao kỳ vậy? Ôi đất ơi, để cho nó về đi, lỡ mà nó ngồi đây hồi hai nhái nó biết, nó vác cái bụng bầu qua đây một cái ha, nó cạo đầu khô tô vô hát ba đứa mình luôn á. Chứ vợ ốm nghén như vậy á là phải nghiêm trị. Ốm nghén mình cũng có cách trị nữa hả? Sao không? Thôi thiệt, ông không phải là tên Ba Lít mà ông đổi tên đi, tên Ba Xạo á. Ông nói chị ra là không có gì mà dính líu hết trơn, nó xạo không à. Trời ơi, tôi đọc sách nhiều nên tôi biết đó. Mấy cái người mà trong xẻo lá này ôm ngán nè, tôi chỉ không đó. Trời ơi, thiệt có xạo quá không mày. Thôi kệ, trả đi. Thử còn trả nói gì. Rồi, cách gì nói nghe chơi. Uống đi. Nhấp môi rồi. Trời ơi. Mày uống chưa? Sao? Cách gì nói vậy coi nghe. Cách thứ nhất á, bầu sợ món gì thì cho ăn món đó. Bởi sao nó không ăn gì cho nó ăn? Bởi vì thai nhi cần bổ sung chất dinh dưỡng, có chất dinh dưỡng thai nhi mới phát triển được. Chứ bây giờ không có chất nào hết rồi con mày sinh ra còi cọc rồi sao? Cái vụ này hợp lý nè. Thứ hai, vợ muốn cái gì thì đừng có chiều theo. Kỳ vậy? Bởi sao không chịu? Mình thương vợ mình phải chiều vợ chứ. Làm như vậy á, con sẽ học theo mẹ. Khi sinh ra nó lì lợm, nó muốn cái gì là được cái đó, ông chịu được không? Không tốt, nít vậy không tốt đâu. Chưa kể nữa, rồi vợ mày á, cái thói nó quen rồi, nó sẽ leo lên đầu, đè đầu cởi cổ mày. Hay, cái này ông nói có lý á. Trời ơi, Ba Lít mà. Anh nghe vợ ơi, anh đang đi công chuyện rồi, chưa về được đó. Hả? Em mệt á? Ờ được rồi, để anh về liền, về liền. Về trước nhà, về vợ mệt. Trong trường hợp này mày không nên về. Sao không cho về? Mày về chẳng khác nào mày chịu nữa. Mày muốn con mày sau này sinh ra hư hỏng không? Lì lợm không? Quên. Alo, thật ra là anh không có bận công chuyện gì hết trơn á, mà là anh đang nhậu á, anh nhậu xong anh về nha. Ghê mày. Tắt liền, không hôn nó chửi, mệt lắm. Con mày đảm bảo sau này sẽ ngoan. Anh, dạ nghe tía. Hả? Dạ anh xỉu hả tía? Dạ, dạ. Thôi, tía đừng qua, để con về liền. Dạ. Trời ơi, dạ tôi xỉu rồi. Ai gọi vậy? Tía tôi. Đâu rồi nhái, sao rồi? Dạ cũng ổn rồi tía. Vì nó ôm ngán quá, ăn vô bao nhiêu ói là hết trơn à, cho nên bây giờ cơ thể nó mới bị suy nhược, nó mới bị xỉu đó. Ủa sao con không ở chỗ như nó? Dạ tí má vợ con mới vô nên kêu con về. Ủa bác sĩ ta nói chừng nào cho xuất viện? Chắc cũng vài bữa nữa đó. Bây giờ tôi vô tôi chuẩn bị mấy bộ đồ rồi tôi đi vô liền với nó cho ổng vô kịp. Ừ. Cũng lỗi tại con, vợ con bị ốm ngán không ăn uống được gì mà con lại bỏ bê vợ con không chăm sóc. Bây giờ ba ruộng vườn đó tạm thời mướn người ta làm đi, rồi lo chăm sóc cho vợ con đi. Dạ con cũng có tính như tía, bây giờ con chủ yếu tập trung lo cho vợ con thôi. Công việc thì nó cũng quan trọng nhưng mà vợ con thì nó quan trọng hơn. Dạ. Phụ nữ thời gian mang thai đó mình phải càng chú trọng, phải chăm sóc cho nó nhiều hơn để người ta khỏi cái tủi lòng. Dạ.
mẹ vui vẻ thì sinh con ra nó mới khỏe. Vợ chồng cần với nhau cả đời, làm cái gì thì làm, chăm sóc cho vợ được ngày nào thì cứ chăm sóc. Dạ. Bây giờ con chỉ mong sao cho vợ con mau xuất viện rồi khỏe lại để ăn uống để có sức. Má con hồi xưa có bầu, tía làm trâu làm ngựa, miễn bà vui là tía thấy vui rồi. Mỗi lần mà cho má con ăn, bà ăn được á, tía thấy nó sướng trong lòng. Đừng để sau này ân hận không kịp nữa con. Dạ, biết rồi tía. Nghe, xong rồi này bái con. Dạ. Đi liền con. Dạ, tôi tiến đi. Ừ. Tôi đi nghe ông. Ờ, coi ở chổng ngủ, chổng với nó luôn đi. Biết rồi. Ê, tính lộn chỗ nào 50 ngàn, tính hoài không ra trời. Chưa ngủ nữa. Anh. Ừ. Anh. Khuya rồi không đi ngủ đi em. Anh tính xong vô ngủ liền á. Em muốn. Vậy à. Thôi chán đi, chứ bác sĩ nói là cử 3 tháng đầu ha. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chứ em nói gì vậy? Em muốn ăn thịt gà. Ăn gà hả? Giờ này hả? Nói thiệt luôn á hả? Wow, ngon quá à. Ơi. Cảm ơn chồng yêu. Nào ngon ba. Anh. Ừ. Dạ. Anh đi lấy cho em chén mắm mặn được không? Gà chấm mắm mặn hả? Tim ơi! Cái gì vậy bảy? Vợ con! Cái gì? Vợ mày sao? Sao? Con nhái làm sao? Má! Vợ con! Nó sao rồi? Ăn được rồi! Nó ăn được rồi hả? Dạ! Con nhái ăn được rồi ông ơi! Vợ ăn được rồi tí ơi! Thiệt tình hết rồi hả chứ? Rồi con nhái á, nó thèm ăn cái món gì con? Dạ! Dạ vợ con ăn gà luộc chấm nước mắm mặn. Vợ mày giờ ăn mùi bén hơn vợ tao hồi xưa. Ông này, con nói thiệt tí nha, bây giờ vợ con có thèm gì là con phải chiều cho bằng được. Con có băng đồi hay là lội suối là cũng phải tìm cho ra. Thấy không, thấy không, nó giống y hệt tôi xưa không? Ừ, để má kiếm mấy con gà má bắt liền nghe không? Dạ. Rồi con đem về, rồi con luộc, rồi cho con nhái nó chấm mắm nó ăn. Dạ. Nghe không? Tôi đi nghe, tôi vui quá à. Cái chờ cho má mày đừng có bầu giùm tao nè. Bà thèm giống y như vợ mày luôn. Cô lại đi đâu nữa? Dạ, con định đi ra ngoài chút xíu má. Đi ra ngoài làm chi vậy? Sao tối ngày cô kiếm cớ đi ra ngoài, cô không biết chán hả? Ngày nào cô đi cô không biết nghe chán hay sao hả? Tại ở nhà bí bách quá, con định đi ra ngoài chút cho nó thoáng. Trời đất ơi, nhà như vậy, rộng lớn vậy bí bách hả? Phải rồi, chồng cô thì tối ngày lên thành phố, cấm đầu cấm mặt vào đường, đi làm, kiếm tiền, nuôi mẹ con cô. Ăn sung mặc sướng quá. Đúng rồi, kiếm cớ đi ra ngoài cà bồ cà bịch gì, cô đi với ai, cô hẹn với ai? Dạ không có đâu má, con chỉ đi ra ngoài á cho nó thoáng thôi à. Cô tính qua mặt thằng Hoài đúng không? Con xin lỗi má. Trời đất ơi, cái thứ con dâu á, nói một nó cãi 10 à. Không biết là nó mẹ chồng tôi hay tôi mẹ chồng nó đây hả trời. Ê ê ê. Quê hương mình thấy đẹp quá mày. Ừ. Cảnh vật thanh bình, dòng sông êm ả. Ừ. Lâu rồi Lít với Tèo mới có cơ hội ngồi câu cá với nhau. Chuyện gì nghe nổi da gà mày? Thì mày nói quê hương thanh bình yên ả thì tao cũng phải nói theo cái kiểu yên ả chứ. Ủa, ghê quá mẹ ơi.
yên ả quá, không có cá cũng hơi buồn nghe mày. Cái gì vậy? Rồi luôn, giật cho có không khí mà cây đàn câu gãy luôn. Đổi, 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 đổi. Bài lên, bài lên. Kêu được rồi, dỗ, 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 dỗ. Ai kìa? Ai? Trời, một cô gái với một mái tóc dài. Này em gì ơi, em gì ơi, sao ngồi buồn hiếu, quay lại đây, quay lại đây. Em ơi. Gì? Em gì mà em? Tao thấy cũng lớn lớn rồi đó. Chị ngồi xích xích vô coi chừng lọt xuống mé nha. Đúng rồi, cái tướng của chị mập quá, té xuống động nước cá chạy hết chị ơi. Vô duyên. Vô duyên thiệt. Ê, tao tưởng đâu đây chỉ là địa bàn của những trai làng chưa vợ tụi mình ngồi cắm câu thôi chứ. Nè, cà phê nè. Ủa, mọi khi giờ này mày đi câu cá, sao giờ ngồi đây vậy? Mấy này có câu được gì đâu. Hết cá luôn rồi hả? Cô nghĩ sao xong mà hết cá? Tại chỗ tôi con câu á, mấy này có chị đó cứ tới ngồi hoài, đâu câu được đâu. Ồ, anh hai. Vậy tụi bay đi câu gái hả? Anh, y như cũ hen. Không, hôm nay chuyển hướng rồi, uống cam giác. Ok, đợi em chút. Tao nói gì đúng không? Không, chật vất kìa chú hai. Gái đâu câu chú này thiệt. Sao nãy mày nói á, có cái chị ngồi kế bên này hoài đó. Thì có gái, mà gái này là gái lớn rồi, chứ đâu phải gái cỡ tụi con đâu. Mà lạ lắm nghe chú hai. Sao? Mấy ngày đều như vậy. Hồn với à, cái thằng. Trời thật ơi, hết hồn hết vía, làm tướng như ma. Giờ mới mặt này y như con ma mặt thẹo luôn. Ma đâu, con là người, vừa tới kịp để làm nhân chứng. Mà chú hai thấy lạ không? Khả nghi không? Lạ sao? Thấy lạ khả nghi sao không biết hỏi. Không biết nói hả, cô từ đâu đến, cô đến đây làm gì? Cô nghĩ sao vậy? Con nghĩ sao thấy khả nghi gì mà con không hỏi hả? Cứ mỗi lần con tới hỏi là mất tiêu. Biến mất luôn. Có không chân không? Là đi mất tiêu á. Mà hả nè, nhìn y như người vô hồn vậy á. Lạ lắm. Sao rồi? Mệt quá. Có chuyện gì không? Có. Bà có gặp không? Có gặp. Mà nhìn hình như cổ không được bình thường. Tụi bà có hỏi được gì không? Không, hỏi mà không có nói. Không biết gia đình nhà cửa ở đâu luôn á. Rồi bà có kêu cổ đi về không? Có, nhưng mà không có chịu. Tôi biểu á, đi về. Rồi biểu lên cho con Tèo chở về mà không chịu. Cứ ngồi đó à. Trời đất ơi, ngồi một mình đó lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Rồi bà có biết con cái nhà ai không? Hỏi có chịu nói đâu mà biết con cái nhà ai. Mà hình như á, tôi thấy cổ hình như mới sanh đâu. Cái gì? Đói bụng quá Tèo ơi, chạy nhanh lên đi Tèo ơi. Nhanh lên, đói bụng quá. Chị Dâm, chị Dâm, chị Dâm. Ôi,
trời ơi, hai đứa bay tính đụng nữa hay sao chạy dữ vậy? Trời ơi, hên quá gặp chị đây. Thì chưa nắng nhan trang, hai đứa đi đâu đây? Trời ơi, có công chuyện đi kiếm chị nè. Kiếm chị làm chi? Nãy em qua nhà kiếm chị mà không có chị ở nhà, có hai đứa nhỏ hả? Chị đi chợ. Dạ. Công chuyện gì? Ba lít hả? Làm việc. Ừ, làm gì? Đưa hình cho chị Chẩm coi. À. Nè chị, biết ai không? Biết ai không? Hình này bay chụp đấy hả? Dạ. Dạ. Wow, nét dữ ha. Dạ. Nét cái tóc á, tao có thấy gì đâu. Thánh thần ơi, tao chụp hai tấm cho bộ. Đây nè, để em zoom out lại cho chị luôn. Đó. Nhìn quen quen nè. Ồ, quen đi chị. Chị gắng nhớ quen giùm em nha. Chứ sáng ngày em đi 3-4 sớm kiếm chị này rồi, cực quá. Đói bụng nữa. Bé Ngăn. Biết luôn hả? Ủa, Ngăn nè. Chị quen chị này. Trời ơi, quen không quen. Chị, cái chị này chỉ làm sao sao á, không được bình thường. Chị biết rồi. Chị Chậm nè, nhà xuống Gao á, nhớ không? Dạ, chị Chậm. Chị mà hay cho em chuối sứ với lại rau lan ăn cho lợi sữa đúng không? Ủa? Em cũng ráng ăn dữ lắm, nhưng mà không biết tại sao á, em lại không có lợi sữa cho em bé. Thì chắc là do em căng thẳng, lo lắng quá đúng không? Chị biết á, là giờ này em hay ra đây mà ngại nên không dám lại bắt chuyện. Thôi lỡ bữa nay rồi, có chuyện gì tâm sự chị nghe đi. Chắc nguyên cái xóm này chỉ có mỗi mình chị Chậm là biết em buồn. Đâu có, nguyên cái xóm ý chị là có chuyện gì buồn sao không kể cho anh Hoài nghe? Rồi má chồng cưng sao? Vậy luôn hả? Ừ. Ôi, vậy là cái nhiệm vụ của bác hai giao cho tao với mày đã hoàn thành được 50% rồi. Ừ. Ừ, vừa hoàn thành 50% rồi phải không? Dạ. Vậy thôi, thì hai đứa ơi, về đi, về báo tin cho bác hai đi. Rồi để bữa nào chị rảnh rảnh á, chị qua chị coi làm sao. Ha? Dạ, chị về nấu thôi. Gì bữa nào, đi liền đi chị, cho hoàn thành 100% nhiệm vụ luôn. Để em chở chị qua bến luôn. Đúng rồi, chị lên đi. Thôi, nấu cơm mà. Đưa. Ba Lít về nấu cơm cho hai đứa nhỏ. À đúng rồi chị, vậy chị, lên đi chị. Đúng rồi. Đâu vậy? Đây nè. Từ từ đó trời, ơi là trời. Thần ơi. Anh thần ơi, cái nhà bự dữ chị. Ủa? Cũng hơi là gần, phải mấy cây số chắc chết quá. Mày chạy bộ theo hả? Thần ơi. Chứ, để mày chở chị Chậm lại đây, rồi mày lập công với bác hai hả? Ê thằng kia. Dạ. Mày lập công với bác hai sao mày không lo mày lập công với tao nè? Lập công gì? Mày nói mày về mày nấu cơm con tao ăn mà. Bây giờ mình giúp người quan trọng, ăn uống tính sao chị? Quỷ hay đứa bay vậy? Kẹp. Trời ơi. Anh Hoài. Tao nói với mẹ. Hoài ơi. Ơi. Hoài ra, anh Hoài ra. Dạ, ngoài. Ủa, Chậm. Ngăn có nhà anh hả? Có. Mời mấy đứa vô nhà chơi. Dạ. Cảm ơn anh. Ơi. Chạy xe vô. Chạy xe. Trời ơi. Chiếc xe mày để tới chiều không ai lấy nữa. Đợi anh, đợi. Rồi. Nè, uống nước đi. À, dạ. Ủa, mà cái nhà bự gì mà có hai chồng anh ở hả? Ở đây có bà nội lo. À, dạ. Ủa anh, sao nãy giờ nói chuyện á mà không thấy vợ anh đâu hết vậy? Vợ anh đang ở trong phòng cho con ăn. Mà tụi em cần không? Anh kêu cân ra. À, dạ thôi. Anh, em qua đây á, em có chuyện. Anh Hoài. Buồn chị Ngân chơi ở nhà 24/24 luôn hả? Thì ở nhà chứ ở đâu? Dạ không phải. Khi mà chị ở nhà, anh có thấy chị có những cái biểu hiện nào mà bất thường hay không? Không. Anh Hoài. Dạ quá dạ anh Hoài. Không có gì. Đau cổ quá. Nghĩ vô họng tôi luôn đi. À nói đi chị.
Nè, mấy đứa có chuyện gì mà tập trung hỏi về vợ anh không vậy? 10 giờ. Rồi, bây giờ mấy em nói thẳng luôn nha. Ừ. Anh vô trong phòng á, coi có vợ anh chổng không? Mà chuyện gì? Thì anh chịu khó vô trong chổng coi giùm tụi em đi nha. Được rồi. Thiêm Hai! Sao rồi, tình hình sao? Sau một buổi sáng chạy vòng vo Tam Quốc 80 bận luôn, cuối cùng con đã gặp được một quý nhân. Đó là... Ai? Là... Gặp đứa nó chưa? Chị Chậm. Hắn nhắc, chờ nãy giờ cuối cùng con chậm. Thôi mày làm ơn mày bỏ qua hết qua mấy bước kia đi. Mày nói thẳng vô vấn đề đi. Mày đã tìm được con nhỏ đó chưa? Có, tìm được luôn. Nhiệm vụ của chú thím tổ phó giao tèo đâu thế nào về tay không được. Cái chị đó he, chị... Chết rồi tụi em ơi. Dạ. Con anh đang ngủ mà không thấy vợ anh đâu hết á. Tới giờ luôn rồi đó chị. Vợ gì? Chắc con Ngân á, nó bị chứng trầm cảm sau sinh đó ông. Trời đất ơi, cái chuyện này sao tôi biết, bà nói. Vợ bị mà có biết gì đâu. Đó, chồng con Ngân cũng vậy đó. Cũng nghĩ là vợ mình bình thường. Mà bình thường kiểu gì mà ta nói ngày nào nó cũng ra bờ sông nó ngồi. Rồi nó khóc, nó buồn. Cũng may là nó chưa nhảy xuống à. Coi kỹ, dù ra bờ sông bà có nghe bài ca ta dùng cổ nào. Ra bờ sông em hẹn với anh. Tào lao à? Vậy mà không có chọt vô được. Phụ nữ sau sinh á, rất là nhạy cảm. Mà nhất là sinh con đầu lòng á, nghe không? Ta nói cái suy nghĩ á, dễ bi quan lắm. Thấy mình lạc lõng, rồi cô độc, dễ bị tổn thương lắm. Đó. Mà huống hồ chi con Ngân nó là dân thành phố, ở về làm dâu xứ này. Đó. Mà lấy thằng chồng, chồng cũng vô tâm, không biết chăm sóc. Nó không bị mới lạ đó. Mấy bà tôi thấy lù bù quá. Sinh con ra thì lo cho con nuôi nấng đi. Hoàn cảnh nào thì tính theo hoàn cảnh đó. Suy nghĩ bằng cái tàu lao tùm lum tà la rồi làm phiền tới người khác người ta không à? Không? Thì ai muốn đâu? Suy nghĩ gì? Tự nhiên nó nghĩ vậy thôi chứ ai mà muốn. Không ai mà tự nhiên á. Ông không biết gì hết trơn. Đó, ông có coi TV không? Ông thấy TV không? Đó, phụ nữ sau sinh á, tự tử nhóc hết kìa. Sanh xong á, vừa mệt, vừa đau. Đó, mà không được quan tâm thì buồn, buồn rồi nghĩ quẩn. Bà nói vậy cũng có lý. Cũng may là hồi đó đẻ sáu nhú, bà cũng có làm gì bậy đó. Cũng thôi mệt tôi nữa. Cũng được cái vợ ông có thần kinh thép nên không có đến nỗi. Vợ ông thép đâu, chứ không phải tôi á. Cơm dân nước rót bưng vô tới giường đút cho bà ăn luôn. Bà con dòng họ của tôi kéo tới thăm bà rần rần. Cha người ta cũng muốn gì nữa. Thì tôi cũng hên được chồng yêu thương, được gia đình chồng chăm sóc. Nó dùng từ hên hả? Nhưng mà tôi đang nói là nói Ngân kìa. Thấy tội nó quá. Anh không ngờ sự tình lại đang nóng nổi như vậy. Thôi, cũng hên là mình phát hiện sớm, phải không? Tình trạng của vợ anh á chỉ mới bị nhẹ thôi. Mà bây giờ mình phải làm gì hả chậm? Thì anh đưa vợ anh đi bác sĩ cho họ kiểm tra coi làm sao. Mà nhớ, đừng có lơ là vợ mình nữa.
phải quan tâm cho kỹ vô, không? Nhưng mà anh không biết cách trò chuyện với vợ anh. Trời ơi, có gì đâu. Thì anh có sao anh nói vậy thôi, đúng không? Chủ yếu á là mình quan tâm tới vợ mình. Đó. Thôi bây giờ em đi về hen. Rồi có gì á cứ nói với em hen. Rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ không có gì đâu, về ha. Hoài. Dạ. Dạ cô Trầm ở xóm trên đó má. À. Có chuyện gì mà cô tới tận đây vậy? Má. Má cho con hỏi là má ở nhà với vợ con á, má có thấy điều gì lạ không má? Điều gì lạ? Trời. Ăn ngủ bình thường. Có chuyện gì đâu. Nhưng má ở nhà má có trò chuyện với vợ con không? Tôi á sức như vậy rồi, hầu con anh, hầu vợ anh, còn hơi sức đâu mà thời gian để mà nói chuyện nữa. Má, sao má gắt gỏng với vợ con quá vậy? Vợ anh á, tôi đâu có dám. Sao má lại nói vậy? Tôi nói cho anh hay nè, anh đội vợ anh lên đầu dừa thôi, có ngày á, anh hối hận đó. Là sao má? Những cái ngày mà anh không ở nhà, vợ anh cũng tối ngày đi ra ngoài đường. Đi đâu, làm gì với ai, tôi đâu có biết. Má hiểu sai vợ con rồi. Vợ con đang bị trầm cảm. Hiểu sai, trầm cảm. Trời ơi, những cái đứa mà học sinh á, sinh viên á, bị ép học, nó mới trầm cảm. Còn ngày xưa, tôi sanh anh ra, có ai bưng bê cho tôi chén cơm, chén nước nào đâu mà tôi trầm cảm. Tôi biết trầm cảm là cái gì. Má. Má. Anh nấu cháo xong hết rồi nè. Em ăn miếng cháo đi cho khỏe. Thôi để em tự ăn cho. Rồi. Anh, hay anh đi lên trên phòng nghỉ xíu đi. Rồi ngày mai á, anh còn phải đi lên Sài Gòn nữa. Em. Hay anh đưa em với con lên Sài Gòn sống với anh nha. Đâu có được. Lên trên đó anh cũng đi làm suốt ngày à. Rồi hai mẹ con em ở trong nhà một mình buồn lắm. Hay em về bên ngoài đi. Thuyền thì theo lái, gái thì phải theo chồng. Với lại huống hồ gì ở đây còn má nữa. Nhưng mà anh thấy... Anh yên tâm đi, em khỏe rồi. Em hứa với anh á là bắt đầu từ bây giờ em sẽ không đi đâu một mình nữa. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh có lỗi gì đâu mà sao cứ xin lỗi em hoài vậy. Em nói với anh rồi là em không có giận gì má hết á. Em nói thiệt hả? Chứ anh không nhớ, anh hay kể cho em nghe là hồi còn trẻ má khổ rất là nhiều, cho nên bây giờ má hơi khó tánh một chút xíu. Chứ má có bao giờ hớt hủi em đâu, đúng không? Anh cảm ơn em nhiều lắm. Mệt quá à, vợ chồng mà cứ cảm ơn nhau hoài à. Thôi, em ăn hết tô cháo đi rồi anh lên nghỉ. Dạ thưa má. Cô tính đi đâu nữa đây? Dạ con đâu có định đi đâu đâu. Con định ra đây á là để con phụ má. Má vô trong phòng nghỉ đi, để con làm cho. Cô có ý định gì nữa hả? Con đâu có ý định gì đâu má. Con xin lỗi má, là tại hổm rày á con cứ đi hoài à, không có phụ má gì hết trơn á. Má ơi, hay là bây giờ á ở nhà có công chuyện gì á, má cứ việc đưa cho con, dạy con để con làm cho nha má.
Má đi vô nhà nghỉ đi, để con làm cho. Thôi, em với má vô trong nghỉ đi. Mọi chuyện ở nhà này để anh lo hết. Đưa đây. Nhưng mà... Má, con xin lỗi đã làm cho má buồn. Má với vợ con á là hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời con. Cho nên con phải chăm sóc hai người cho thật tốt. Dạ, con cũng xin lỗi má. Con á là phận dâu con mà chưa có ngày nào chăm sóc má đàng hoàng hết. Giờ sau khi vợ con nghỉ sanh xong á, vợ chồng con sẽ rước má lên Sài Gòn sống với tụi con, để vợ chồng con tiện mà chăm sóc má. Vậy tụi bay đừng bỏ má nha. Ngân à, má xin lỗi con. Tại cuộc đời má đã từng khổ nhiều rồi, tuổi thân quá nên má mới áp đặt vô con. Đáng lẽ ra má không nên làm như vậy. Làm sao mà tụi con bỏ má được? Đi đâu ạ? À? Lên xã một chút. Ủa sao không kêu bấy cò chở không đi? Trời đất ơi, có dặn hôm qua rồi đó. Bây giờ này chưa thấy mặt mũi gì hết trơn. Có khi nào nó quên không? Hay ông gọi điện nó thử coi. Bấy hả? Dạ nghe tía. Ủa? Sao ông qua hứa bữa nay qua chở tía đi công chuyện? Giờ này không thấy mặt mày chân gì? Không có hứa hả tía? Trời đất ơi, tía chờ từ sáng tới giờ có thấy đâu. Ý, mua không? Con chờ, đang chở vợ con đi khắp nơi tía ơi. Vậy đó hả? Dạ, con tía thông cảm con cái ha. Ừ, thôi làm đi. Dạ. Sao rồi ông? Nó chở nhé đi khám thai rồi. Vậy hả? Hay ông kêu trưởng ban của ông á, chở ông đi đỡ đi. Chắc vậy thôi chứ người đâu nữa. Ôi trời, ai 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 tèo đẹp trai mờ ê quá chừng, ai 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 chơi đi chơi một chút coi nào. Chú hai, trời ơi lâu quá mới thấy chú kiếm con kìa. Có công việc tao mới kiếm mày, nhờ mày chở đi chứ. Ủa sao bình thường thấy bãi cò hay chở chú mà? Bãi cò đi công chuyện nó rồi. Chế trời cho ngày nào bãi cò cũng mắc công chuyện, rằng con chở hoài hoài luôn. Tao cũng tính mua chiếc xe để chạy tới chạy lui. Chú tính mua xe hả? Ừ. Đúng rồi, mình có chiếc xe cái mình đi đâu cũng tiện nhân á. Cái chiều chiều rảnh rảnh cái chú hai chở thím hai đi hóng mát xẻo lá rồi này kia cũng được. Ủa tao mua xe mày không sợ mất máu hả? Sợ sao không trời, con sợ mất máu còn chết á. Thôi kệ đi, mình mất máu này cái mới mốt ông trời cũng cho mình máu khác liền à. Biết suy nghĩ gì cũng tốt. Hả? Vậy mày sửa xe á, coi cái chiếc xe nào còn được được đó, giới thiệu tao mua một chiếc đi, tao cho tiền cà phê. Ờ thế á. Mời chú hai tính mua xe cũ hay xe mới? Chắc mua xe cũ thôi, xe mới mất tiền quá mày. À, thôi cũng được. Mà chú hai tính mua cỡ nhiêu? Xe cũ cũ cỡ nhiêu tiền? Đủ thứ giá hết á. 2 triệu cũng có nè, mà 20 triệu cũng có nữa nha. Vậy mua xe cỡ 10 mấy triệu đi, cho nó êm. 10 mấy triệu hả? Có không? Chắc có á. Mà chú tính mua xe tay ga hay là xe số thứ con vậy? Lựa xe nào mà dễ chạy nè, còn mới nè, bền nè, rẻ tiền nè, là được. Yêu cầu khó dữ à. Trời đất ơi. Được rồi, cái vụ này chú hai để con tính cho. Dạ. Yeah. Sao anh trai?
cái xe này máy móc thì còn ngon nha, mà có cái 4 tháng sau hơi mòn chút đỉnh. Tôi cũng định thay bữa giờ á, mà tại bận công chuyện quá chưa thời gian thay nữa. Anh à, sao thấy mặt anh lạ lạ, làm như tới đây chơi hay là thăm bà con gì đúng không? Tôi có người bà con gần đây nè, nay sẵn tiện đi ngang á nên ghé thăm. Anh đàn ông trai chạy xe gì mà kỹ thì ớn, xe còn mới cáo luôn nè tôi. Rồi nhiều khi mua gì á, chạy đâu có nhiêu đâu, nhiều khi để nhà chùm mền nữa. Ôi đất ơi, kỹ tới mức mà mấy con ốc này là còn sáng trưng luôn á. Kiểu này là chưa có đụng vít hay chìa khóa gì vô đúng không? Tôi mới vừa túi tới lại á, cho nó mới ken xà beng luôn đó. Dữ dằn tôi. Alo, tao nghe nè. Tao biết rồi, có gì bán xe xong á thì tao đưa tiền cho. Bán xe mà mày làm như bán rau không bằng á, mà muốn bán là bán hả? Ừ, tao biết rồi. Vậy nha. Anh à, mày tính bán chiếc xe à? Ừ, tôi định bán con xe này á, tôi mua con khác ngon hơn. Ủa hả? Xe còn cứng khử nha. Tại ghiền con khác quá. Bán thì không, tôi là tôi có người ta tính kiếm xe mua á, bán tôi giới thiệu cho. Hay là ông giới thiệu đi, có gì bán được á thì tôi gửi tiền cà phê cho. Dạ. Yeah. Ừ. Chú Hai coi nè, xe xịn lắm luôn á. Đó, hiểu không, hiểu không? Nhanh nè, đó, xin nhanh qua trái qua phải nè, đó. Yeah. Ngon thiệt không mày? Tao tin tưởng tay nghề mày nghe tao. Trời ơi, thử xuống xe ở đây sao không tin được. Có cái gì mà máy móc đồ này kia mà không đàng hoàng hả? Chú Hai qua kiếm con, cạo đầu con cũng chịu nữa. Thôi vậy vô này uống nước thì tính tiền luôn. Dạ. Uống nước đi. Dạ. Xe chính chủ không con? Dạ, xe chính chủ 100% luôn đó chú. À, đây, tiền nè, cô gửi con. Dạ. Dạ, đủ cô ha. Ha. À, đây, con gửi cho cô chú cái cà phê xe. Dạ đây. Ủa, vậy thôi chứ không cần đi công chứng gì hả con? Ừ, cô chú có cầm cà phê xe nè là chạy được rồi. Nhưng nếu như cô chú mà muốn đi công chứng á, để ngày mai con ghé lại. Rồi con với cô chú đi công chứng luôn. Chứ hôm nay cuối tuần á, đâu có ai làm việc đâu. Ngày mai qua nghe. Dạ, chắc chắn là mai con ghé rồi. Thôi, con xong việc rồi, con xin phép cô chú, con đi về trước. Ê, để tôi chở ông vậy. Về trước rồi chú thứ hai. Cảm ơn mày nghe Tèo. Dạ. Tèo uống miếng nước nè con. Thôi thôi, uống rồi, lát quay lại uống nữa. Thôi cô chú con đi. Về nghe. Chạy êm không? Quá êm luôn. Qua mới chạy thử rồi. Không ăn xăng luôn con. Thôi, nếu mà xe êm gì nè, chắc con kêu anh Tèo kiếm giùm con chiếc quá. Chi vậy? Thì để con lên Sài Gòn chạy tới chạy lui, con chạy đi học. Thôi, đi xe buýt đi, cho nó đỡ ô nhiễm môi trường giùm cái. Tía thiệt luôn á. Cưng xe dữ hen. Cứng không cứng trời. Lao chùi riết à. Chùi vừa vừa thôi chứ chùi lao quá tróc hết sơn à. Đi xe ta phải kỹ vậy nè, ta lao chùi hàng ngày cho nó bóng hơi vậy đó. Nó mới bền vững đi cho nó lâu.
Làm đồng tiền mà bỏ ra mua xe nó cực lắm, phải kỹ chứ. Đâu ạ? Chợ. Lên chở cho đi. Được không đó? Chế thôi, đi bộ đi. Hỏi lại tôi một lần nữa thử đi. Đi không? Đi chứ ngu gì không đi. Đi lên lên. Từ, nói là nó ngay cho nó đúng cái luật giao thông đã chứ. Chờ chút. Chờ cái kiếm này. À, chạy xe mới là phải đeo kiếm mới. Chờ chút nghe không? Là chưa? À, lên. Tay đâu? Bắt giữ cái vỏ. Còn tay kia đâu? Không ôm ngang eo hết rồi lọt cái đáng chịu à. Nhớ một lần thường ngày bà lẹ tay lắm mà sao nay chậm vậy ha. Biết rồi, ôm nè. Rồi chở đi có chở về không vậy? Nó hên xui à. Hỏi trước cái đó không có trả lời, tài xế nó không có trả lời câu đó được. Vậy là bỏ giữa chợ luôn ha. Chưa biết à. Chắc nha. Rồi chắc rồi. Rồi đi đi. Rồi. Ủa anh Tèo, mấy này không qua bán cua hồng nữa hả? Ừ. Kêu cổ làm đem qua đây, chứ tao qua bển người bỏ tiệm ai coi mày. Dạo này con người ta chí thú làm ăn dữ ha. Chứ làm sao, thấy anh em đồng trang lứa ai cũng có công danh sự nghiệp rồi, tao cũng phải cố gắng cho mày. Hẹt chi, mấy này nghe tí em kể á, dạo này làm ăn vô mánh như lắm không? Giới thiệu được mấy chiếc xe luôn. Cũng nhờ bà con người ta thương mày ơi. Thôi kệ đi, làm gì đàng hoàng tử tế được thì mình làm thôi, kiếm tiền mà. Anh Tèo, anh coi coi có chiếc xe cũ nào mà máy chạy còn êm không? Giới thiệu cho em chiếc đi. Có à nghe. Hôm bữa có khách người ta đem tới đây ta sửa chiếc xe nè. Ta thấy chiếc xe đó cũng êm lắm nghe. Xe tay ga đàng hoàng, mà máy còn cứng khừ à. Ồ, vậy đó hả? Giờ mày chịu rồi, ta kêu người ta đem qua đây cho mày coi. Ờ, kêu đi. Bảo đảm cái màu mày thích luôn. Màu gì? Hương cánh sen. Trời đất ơi, màu hương cánh sen sao tôi chạy được ông? Cái gì? Không có màu đó hả? Màu khác đi. Khó gì người ta. Ê, có. Có một chiếc cũng cỡ cỡ vậy đó. Giống vậy luôn, mà màu nhu hơn. Màu gì? Màu tím hoa cà. Trời đất ơi, cái màu đó còn ghê hơn cái màu hường nữa. Nghĩ sao vậy? Thôi kỳ vậy. Tao nhớ hồi xưa chơi với mày là mày khoái mấy màu đó lắm hả? Hồi xưa lúc còn nhỏ khác, bây giờ lớn rồi khác. Nghĩ sao tôi ra đường còn chạy mấy màu đó được. Nhưng mà cái màu đâu có quan trọng. Quan trọng là cái máy còn ngon không, có xịn không, chạy có bền không, không hao xăng đồ này kia. Nói chung là bây giờ á, ông tìm cái màu với cái dáng nào mà cho nó men men, nhìn nó phong độ xíu á. Ừ à, đi kiếm cho. Mà xe hiệu gì cũng được ha. Hiệu gì cũng được hết đó. Lâu quá không có chạy xe. Giờ chạy lên ta lấy cũng cứng khừ chứ. Từ hôm mua xe tới giờ thấy cũng thoải mái nha. Muốn đi đâu xách xe chạy cái ào cái xong à. Khỏi nhờ giả mấy nhỏ. Mỗi lần mà nhờ nó mất công. Mặt lớn mặt nhỏ mệt mấy ngày quá. Ai điện thoại gì trời đất ơi. Chạy xe giờ không nhìn đường gì hết vậy? Xin lỗi chị nghe. Bị cái điện thoại nó rung. Chạy xe mà còn nghe điện thoại. Ừ. Cái gì không chị? Điện xe gì? À, khoan. Sao? Anh đứng lại để cho tôi coi cái xe chút xíu nha. À, muốn ngắm xe mới phải không? Mới mua. Nè, nó cho coi chút đó. Đẹp không? À. Sao nó giống xe của tôi quá à? Bảy à. Nói câu đó nghe không vui à. Xe mới mua có giấy tờ đàng hoàng đó. Nhìn kỹ nó giống thiệt đó. Bảy xe thì giống xe chứ. Cái hiệu xe này thì nó giống nhiều chiếc chứ đâu phải một chiếc đâu. Ông anh có thể lên nổ máy xe cho tôi nghe được không? Dễ ợt đấy. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Con cháu nó sửa xe mà. Đây nè. Giống thiệt đó nha. Xe giống xe nè. Nè. Đúng rồi. Xe này là xe của tôi. Bậy ngang. Bằng chứng nào mà chị nói xe này là xe của chị?
tiếng máy xe này chắc chắn là xe của tôi. Trời đất ơi, tiếng máy xe thì xe nào nó nổ cũng giống xe nào chứ. Xe của tôi mới mất hồi tháng trước. Mất hồi tháng trước mà xe này ta mới mua đây. Mày chỉ nói gì kỳ vậy? Đừng có làm bộ nghe, gài độ chận xe tôi lại, đừng cướp xe hay gì. Ăn cướp á, là ông á. Chị ăn nói cho đàng hoàng nghe, ai ăn cướp xe của chị? Chị ăn nói cái kiểu đó là tôi không có nhịn chị nghe. Nếu ông nói là xe của ông, ừ, ông có dám đi lên xã để xác minh với tôi không? Đi liền bây giờ nè. Chị đi với tôi đi. Đi. Xe của người ta mới mua giấy tờ đàng hoàng, đi với tôi. Ông giờ không biết. Má ơi, mày làm ơn mày ngồi chỗ giùm má đi, má chóng mặt quá rồi đây nè. Con lo cho tía quá à, má ơi, không biết tía nó chảnh sao rồi nữa. Hay là con chạy lên chảnh nha má. Thôi lên chảnh chi. Sao chú? Phải xe của tôi không? Hai ông bà nên bình tĩnh. Chúng tôi đã xác minh chiếc xe này đúng là chiếc xe trộm cắp. Thấy chưa, tôi nói xe của tôi mà. Ông anh còn gì để nói không? Trời ơi, sao tôi mua đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng mà. Đây là giấy tờ giả. Anh mua xe ở đâu? Thì cũng có người giới thiệu cho tôi mua. Tại sao anh mua xe mà không ra công chứng ký tên? Tôi có kêu nó ra công chứng, nhưng mà bữa đó chủ nhật nó hẹn cho tôi thứ hai. Rồi 2-3 ngày nay sao không thấy nó tới. Bọn này rất là ranh ma. Chú ơi, vậy chừng nào tôi mới lấy xe về được? Chị ra ngoài làm thủ tục nhận xe về đi. Còn tôi sao? Mất tiền mất xe luôn hả? Trường hợp của anh là bị hại, cơ quan công an đang tích cực điều tra để thu hồi tài sản trả lại. Bây giờ tôi phải chờ hả? Nhưng mà tụi tôi khuyên anh nên là cẩn thận. Nếu muốn mua món gì thì phải ra công chứng ký tên. Thiệt tình không có về. Anh còn nhớ mặt mũi bọn bán xe cho anh như thế nào không? Trời đất ơi, bây giờ thằng đó cái mặt đó nó có bị chết cháy thành tro bụi, tôi vẫn nhớ đàng hoàng. Anh phải giúp tụi tôi là nhận dạng để tôi tiến hành điều tra để bắt tụi tội phạm. Giúp chứ, giúp đặng tôi lấy tiền tôi lợi chứ. Chị ra lập thủ tục để nhận xe về đi. Tía bà về rồi kìa. Tía. Trời ơi, tía ơi. Tía có sao không tía? Trời ơi, trên đó rồi còn có ai tra khảo gì tía, đánh đập gì tía không vậy? Làm gì đánh đập? Bực mình vậy thôi. Tự nhiên rồi mất tiền à. Nói vậy là xe của bả thiệt hả? Thì xe bả chứ xe ai? Trời đất ơi, công nhận trong đời trời đất con thấy không ai như bà này luôn nha. Mới vừa nghe tiếng xe thôi là biết xe của bả rồi. Công nhận thiệt chứ. Bả thính dễ sợ hen. Mà nghe tiếng xe thôi mà bà xác định chắc chắn đó là xe bà. Cũng tại cái thằng ôn dịch vật, cái thằng tèo này nè. Một hay là xe chính chủ, ai về đâu xe ăn cắp của người ta. Bà con lối xóm người ta nghe được, ta cười cho mà thúi đầu. Đúng là tiền mất tật mang. Thôi, cái gì đâu xấu hổ, làm như mình muốn vậy. Vậy rồi bây giờ là mất tiền luôn hả tía? Thì chứ sao không mất tiền. Bây giờ chờ cho người ta bắt được cái thằng bán xe đó, rồi thu hồi lại còn tiền không? Rồi có tiền á, rồi kêu mình lên lãnh. Ôi ông ơi, thôi đừng trông nữa. Tiền mà vô tay nó hả? Rồi nó ăn hết mất đất rồi chứ có đỡ đó nó trả lại mình. Nhưng mà cái bà này đó, thì bà cũng biết chuyện, cũng biết điều đó. Bà chi cho mình phân nửa, bà nói coi như người chịu phân nửa cái tiền mua xe đó. Ờ thôi vậy cũng được tí ơi, lấy được đồng nào hay đồng đó. Rồi nói vậy rồi ông lấy luôn hả? Tôi đâu có chịu nhận đâu, nhưng mà bà ép quá. Mà nói tới tôi tức thằng quỷ tèo này chứ. Thằng tèo này mà nó gặp tôi một cái, tôi nó chết với tôi. Con cũng tức nữa nè tía. Khi khổng thì không, cái mất hết mớ tiền vậy. Cũng may mình gặp người biết điều á, đỡ phần nào. Chứ không là mất trắng luôn rồi. Anh Tèo,
Đây, ra đây. Đi đâu? Tính đi đâu? Đi nấu cơm. Không có nấu cơm nấu nước vậy trơn á. Ra đây đứng nói chuyện phải trái với tôi. Ông nghĩ sao vậy? Ông giới thiệu xe không có chính chủ xe ăn trộm ăn cắp cho tía tôi. Bây giờ ở trên xã nào mời tía tôi ở trển á. Tao cũng đâu muốn đâu. Tao cũng bị gạt. Bị gạt cái gì? Ông lớn bộ nhiên nít vậy đó hả? Trời đất ơi, xe không chính chủ mà ông dám nói là chính chủ. Đâu biết đâu. Tại ông khách đâu nói chính chủ cái tôi tin chính chủ. Ông làm ơn đi ông Tèo. Mai mốt muốn mua bán giới thiệu gì á, mới tìm hiểu kỹ giùm tôi cái. Thôi mai mốt chắc không dám giới thiệu mấy vụ này nữa quá. Tấn Đạt, không mấy giờ như vậy đi. Bữa hổm tao giới thiệu cái ông khách ông có cho tao 1 triệu tiền cà phê á. Giờ để tao vô tao lấy tao trả lại cho chú hai nha. Thôi khỏi đi. Tía tôi không có lấy tiền nữa đâu. Mà tía tôi dặn á, mai mốt ra đường gặp tía tôi lộng liệu hồn nghe chưa. Tấn Đạt, mình làm ơn làm phước nói chú hai cho tao gửi lời xin lỗi chú hai nhiều. Muốn cái gì á giọt qua bển nói. Tấn Đạt chết rồi. Chú hai. Dạ Tèo. Chú hai cho con xin lỗi chú hai nha. Lỗi gì mày? Thì vụ chiếc xe á, cũng tại con tà lanh tà lẹt, chưa tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ chính chủ hay không, tự nhiên cái làm mai làm mối cho chú hai thứ hai mua, làm chú hai thứ hai mất tiền quan à. Đâu phải lỗi mình mày đâu. Tao cũng có lỗi một phần trong đó. Già đầu còn dễ, có cháu ngoại mà còn ngu, nghe lời mấy thằng khùng, thằng điên. Mua xe đó, cắp ăn trộm, rồi mất cả chì lẫn chài. Thôi, đó cũng bài học đó, Tèo ơi. Nhưng mà tao già rồi, còn đi học nữa thì sợ mấy con bé cười chê vậy thôi. Có gì? Thôi, chú hai, con xin lỗi mà chú hai đừng nói vậy, con ái nái con khó chịu trong bụng lắm chú hai. Có gì đâu nái nữa. Chú hai, dỡ mấy con chuột lỗi bằng cách là con giới thiệu cho chú hai mua chiếc xe khác nha. Đàng hoàng chính chủ, uy tín đàng hoàng luôn nha chú hai. Chú hai mua xe khác đi. Nè chú hai. Gì vậy chú hai? Chú hai, gì vậy? Tao lại mày, ha không? Bị một lần là tao đã tận tới già rồi mày đứng đưa tao đi đâu nữa. Hả? Thôi đi Tèo ơi, tao không mua xe mua cổ rồi chân á. Để dành tiền, để dành đi xe ông đó ôm để ủng hộ cho mày. Ôi gì nói vậy là chú hai hết giận con à? Giận hờn gì mới, chuyển quá rồi, của đi thay người. Vậy thôi chú hai đừng mua xe, để con chở chú hai đi là được rồi. Chú hai, không mấy giờ con chuộc lỗi là trong một tuần lễ đi. Chú hai muốn đi đâu cũng được, chân con chở chú hai đi miễn phí không lấy tiền luôn. Không lấy tiền phải không? Dạ. Vậy chở lên thị xã vòng coi. Sao đi thị xã rồi thôi chú hai đi vòng vòng sáu lá mình thôi. Tới vòng vòng đây đi hoài à. Tao muốn lên thị xã cho nó sang bữa được không? Đi không? Chở không? Chở. Tèo. Qua rồi hả? Kêu qua đây có chuyện gì không? Chuột lỗi, chuột lỗi. Lỗi phải gì đâu chuột. Thì bữa hổm mày nhờ tao kiếm mua giùm mày chiếc xe đó. Có rồi. Đâu? Nè. Đâu? Nè, đó. Đó thấy không? Ồ, chiếc xe này tao kiểm tra rồi luôn á. Cũng khừ luôn. Máy móc còn mới luôn á. Đẹp ha? Ờ, cũng đẹp ha. Ừ. Này nghe, xe này là tao mới mua chưa được bao lâu chân á. Ngặt cái người ta kẹt tiền cho nên tao nói người ta bán lại giá rẻ. Mua đi, đã bao lời luôn á. Nhưng mà ông có chắc là chính chủ không? Tìm hiểu kỹ chưa? Chính chủ luôn á. Tao mua xe cho mày là tao phải kiểm tra nè, máy móc nè, rồi biển số, rồi khung sườn, rồi xuất xứ, rồi giấy tờ rồi này kia. Tao kêu người ta phải đưa giấy tờ xe cho tao kiểm tra đàng hoàng. Chính chủ. Thôi. Tôi lại ông đi ông Tèo. Tôi sợ hai cái từ chính chủ xe của ông Tèo lắm rồi đó. Ha? Không, cái này chính chủ thiệt.
mua cho mày là tao kiếm chiếc xe này khó lắm luôn á. Tao không lấy quà hồng, không lấy tiền cà phê luôn. Thôi 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 thôi, cảm ơn. Giờ hết muốn mua rồi. Thôi, ê. Nhưng mà tao lỡ hứa với người ta mua chiếc xe này cho mày, giờ không mua rồi sao? Lỡ hứa rồi hả? Ông thân với bà Lích phải không? Qua giới thiệu cho bà Lích nó mua ha. Tấm Đàn, Tấm Đàn mua đi, kiếm xe cực lắm Tấm Đàn. Ăn đi con. Cảm ơn bà ngoại. Trời ơi. Bà ngoại ơi. Con thèm thịt vịt quá à. Tại cũng lâu rồi, nhà mình cũng chưa có ăn. Thôi, ăn hột vịt đi, thịt vịt mắc lắm á. Thì mình mua nguyên con nó mới mắc, chứ mua nửa con hoặc 1/4 con thì đâu có mắc gì đâu anh hai. Thôi, có gì ăn nấy đi, ruộng chuyện đòi hỏi lum la. Thôi ăn đi con. À bà ngoại ơi, cô giáo mới nhắc đóng tiền trường á ngoại. Chừng nào con? Dạ mốt là hạn chót rồi. Bộ không có thư thư được ít bữa nữa hả? Dạ không, mấy đứa bạn của em nó đóng hết trơn rồi, còn có mình em. Thôi được rồi, để mời anh hai đưa tiền cho ngoại vô trường đóng cho. Dạ. Thôi ăn cơm đi con, mời ngoại đi đóng tiền cho. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm. Kiết kìa, công việc nó áp lực kìa. Suối ngày đối mặt với tiền bạc kiết kìa. Đó, mình trở nên một cái chiếc lết. Gì? Trời ơi, mười mấy trời. Cỡ gài làm ăn được không mày? Cũng đỡ. Bà Lích, mày có tiền không cho tao mượn đỡ 1 triệu ít bữa trả cho. Mày có một quẹt không? Không, gì à? Cho tao mượn, tao đốt hồng long. Mày nghĩ sao vậy? Cái vựa tôm tao sáng tao chưa căng được con nào luôn, mày lại đây mày mượn tiền. Mày thông cảm cho tao đi, tại đang gấp mày ơi. Mà mày mượn tiền làm gì? Bữa nay hạn chót luôn, tiền học cho con bé An nè. Xây tiền chưa đủ nên tính mượn mày đỡ ít bữa trả. Mượn tiền cho bé An đi học hả? Ừ. Chỗ anh em bạn bè thân thiết lắm á, tao thương bé An tao mới cho mượn nha, người khác là tao đọc mày đó. Sáng chưa làm ăn. Thôi chịu thôi. Đừng có nói quên nữa rồi nè. Ở đây có 2 tờ nè, cho nhanh. Thiệt á, tao làm bạn mày không sai ba lít. Cho tao mượn ít bữa tao gom tiền tao kiếm tao trả lại liền nha. Trời có làm sao đâu, anh em mà chừng nào có đưa tao cũng được. Đâu đâu được, tao phải gán tao kiếm tiền, mượn là phải trả. Hai ngày đi, mày đợi tao 2 bữa là tao có đem tiền qua trả mày liền. Thôi ông, 2 ngày rồi mày nhắm có không? Rồi mất uy tín với tao nữa. Chắc không mày. 2 bữa nữa là lái người ta vô, người ta mua bả chuối rồi, có tiền trả mày. Tao hứa là quân tử nhất ngôn á, uy tín đàng hoàng. Hứa có nha, chứ không thôi để tao ăn chuối ngán lắm á. Ngoài ngoài. Uống miếng nước đi ngoại. Ngoại. Ngoại cầm tiền này mai lên trường đóng cho bé An giùm con nha. Tội nghiệp con nhỏ. Đi học gì mà cứ là người đóng tiền cuối cùng không à. Cũng tại con. Làm anh hai có đứa em lo cũng không nổi. Nếu ngoại không có bệnh rề rề thì con đâu có nặng gánh như vậy. Ngoại. Ngoại đừng nói vậy. Giờ ngoại lớn tuổi rồi. Con là người đàn ông duy nhất trong cái nhà này.
con phải lo cho ngoại, lo cho em chứ. Con cứ lo cho bé ăn cho thật tốt là ngoại vui rồi, đừng có lo cho ngoại. Không, không được, con phải lo cho cả nhà mình luôn. Thôi, để ngoại vô trong cất tiền cái đã. Để con đưa ngoại vô. Ừ. Ủa, có mấy con cá à trời. Vậy ai ăn ai nhịn không biết. Tiền này ai làm rớt ta? Hơn giờ đem lên trình quý ban, đặng ta thông báo ai làm rớt cứ xin lỗi đi. Cái cặp con bé An đã cũng mềm rồi, đã vậy dây kéo lại bị xước ra, há mồm há mỏ, phải lấy kim tây gài lại. Ngoại nhìn mà ngoại xót lắm. Ngoài đừng lo nữa, tiên gắng để dành tiền mua cặp mới cho em con. Mình đem tiền này lên trên quý ban mà không ai tới nhận thì sao ta? Nhiều khi tiền này không phải của ai làm được đâu. Nhiều khi ông trộm thấy mình kẹt quá, cái ông giúp đỡ, ông cho mình mượn, mình xây sở đỡ. Đúng rồi đó, chắc là này của trời cho mình mượn nè. Cái mai mốt mình làm có tiền, mình giàu cái mình đi làm từ thiện, mình giúp đỡ người ta mình trả lại. Cây đi, coi như của trời cho. Mình thiếu ba lít 1 triệu, giờ đem nhiêu đây trả cho nó còn dư được chút đỉnh nữa. Tiền thiếu của 3 lít á, chưa có tới hạn trả. Mới mốt mình bán chuối mình trả lại cho nó. Còn nhiêu đây, đem về mua cái cặp cho bé An nè, mua vịt cho bé An ăn ngon bữa nè, mua thuốc cho bà ngoại nữa. Đúng rồi, này là của trời cho, chứ không phải của ai làm rớt đâu. Rồi, làm cái cho ấm người nè. Hả? Đó. Đó. À, làm miếng thịt vịt đi. Hả? Đó, cho cái đùi. Ngon không? Nóng hổi luôn á. Ngon. Ngon mới ngon. Trời ơi, ngon quá. Ê. Gì? Bữa nay mày làm gì mà mày tốt cho tao, mày mua vịt mua mồi tới giữa tao nhậu vậy? Bình thường hả? À, tại thấy lâu quá không nhậu mày mua mồi rủ mày nhậu chơi. Mua phải không? Mua. À, mua rồi vô. Vô, đó, vô. Ê, nói thì nói còn thiếu tao 1 triệu nha. Vậy chứ tao có quên đâu. Ủa vậy sao có tiền mua vịt rồi không mua trả tao đi? Cho ăn cục bự luôn á. Đó. Em cảm ơn anh Hai. Ngoại, ăn miếng thịt đi ngoại. Này anh Hai chơi sang dữ ghê á. Mua nguyên con vịt luôn. Kệ, ăn chó đã. Mà nè. Dạ. Nhà có 3 người à, con mua nhiều quá, ăn sao hết. Dạ, kệ đi ngoại. Ngoại đừng có lo, con ăn hết cho. Món này là con thèm mấy ngày nay rồi. Dạ hà bầy. Ê, ê, ê. Từ từ thôi, có ai dành đâu ăn dữ vậy, mắc nghẹn ăn vợ. Mà nè, tiền ở đâu mà con mua vịt rồi lại mua cặp mới cho em nữa? Của trời cho ngoại. Là sao?
Là con lụm tiền á. Hả? Lụm? Lụm ở đâu? Ngoài đường á. Bao nhiêu? 1.3 triệu lần á. Hả? Sao ngoài ngạc nhiên vậy? Có phải là 2 tờ 500 rồi 1 tờ 200 với mấy đồng tiền lẻ, có cục sợi dây thun nữa, có đúng không? Sao ngoài biết? Hay à? Tiền của ngoại đó. Cái gì? Được rồi, thằng Tèo đưa 1 triệu. Mình 2, 2, 4, 6, 8, 10. Vậy là mình đã giành được 300. Đóng tiền học cho bé An 1 triệu. Còn 300 mua cái cặp cho nó được rồi. Tội nghiệp con nhỏ. Mình nhớ mình đếm tiền ở đây mà. Sao bây giờ rớt ở đâu trời ơi? Ngoại không biết ngoại làm rớt khúc nào nữa, nên ngoại kiếm cùng hết mà không thấy. Ngoại sợ con biết rồi con lo, nên ngoại đi tới nhà chú thím hai lúa ngoại mượn. Dạ, đây này thím Tư. Dạ. Thím cầm về đóng tiền học cho ông bé An đi. Dạ, cảm ơn thím hai nhiều lắm. Có gì đâu mà thím cảm ơn. Dạ, vậy thôi xin phép thím tôi về đóng tiền liền cho nó nghe thím. Dạ. Dạ, tôi về nghe thím hai. Dạ, thím Tư về. Vậy là con rụm tiền của mình nữa ngoài. Sao ngoài làm gớt mà không cho con hay? Còn bao nhiêu đâu đâu, đưa đây cho ngoại. Trời đất, sao còn có nhiêu đây à? Dạ, tại con tưởng đâu có thêm tiền. Cái sách con đi mua dịch cho bé An, mua cặp đi học cho bé An, mua mồi ngủ 3 lít nhậu, đổ xăng, mua giấy số, lắm trơn. Vậy là vậy chi trước sao? Mình thiếu người ta 2 triệu lận hả? Ai biểu anh hai tham làm chi? Phải mà về nói xấu với ngoài thì đâu xảy ra vậy? Em còn nói nữa, em không đòi mấy này, anh hai cũng đâu nghĩ tới mấy chuyện đó trời. Không nhận vậy sao em có dịch em ăn, không có cặp mới em đi học. Hả? Không có ăn nữa, bữa nay ăn nhiêu đây được rồi. Nguyên con vịt này là phải để ăn ngày mơi, ngày mốt, ngày kia 4, 5, 6, 7 bữa luôn. Anh hai. Ngoài mơi ăn tiếp đi con. Dạ, thưa chú hai, thưa thím hai. Cái vụ bữa hôm ngoại con qua mượn tiền chú thím á, để thư thư ít bữa con kiếm tiền con trả chú thím hai nha. Ờ được rồi, không sao đâu, cứ từ từ, chừng nào có trả cũng được, đừng có lo. Dạ. Tao nghĩ mày cũng hay tèo, mày giỏi à, thông minh chứ. Lụm được tiền cái đi ăn mừng thì ăn liên quan được ha. Mà tiền của mình mà ăn mừng vậy. Chú hai, tại con lỡ dạy có một lần chú đừng cừu chọc quê con nữa chú hai. Cái đó tao khen mày chứ chọc quê gì. Tại lúc đó cái đói quá, cái thấy tiền cái mở mắt, cái lỡ dại lụm tiền em về. Xong rồi cái cuối cùng con thành nợ hai đầu luôn. Cái đó không phải mở mắt đâu, cái đó cứ bằng tham đó. Tham là thâm á, lòng tham không đáy. Lụm được tiền cái ăn mừng liên quan, rủ bạn bè rồi đi nhậu quằn mỏ cười hí hí rồi ha, tưởng ngon rồi ai nhè đâu tiền của mình. Bởi chứ mày lụm được tiền đó thì mày đi kiếm cái người làm rớt đó mày trả lại, thì mày kiếm ngay bà ngoại mày rồi. Tại
Thôi chú hai ơi, con lỡ dạy có chút xíu rồi, chú hai đừng nhắc nữa. Nhắc ghét xấu hổ, con không biết giấu mặt vô đâu luôn á. Không biết chỗ giấu người ta chỉ cho. Chú hai, mấy mai mà chú thím hứa là thư cho con ít bữa để con gán con kiếm tiền con trả lại cho nghe. Ủa, tính chừng nào mình lụm được tiền nữa mới trả tao hả? Thôi thằng ơi, thôi từ đây trở về sau là con phải làm ăn chân chính, con kiếm tiền đàng hoàng, không có lụm nữa đâu. Chắc không? Chắc. Ủa, tiền ai rớt vậy ta? Đâu trong lòng mày chưa có trong sạch được, cái linh hồn mày nó còn tham lắm, đau liền. Chú hai chồng con á, không có gì đâu. Con làm rớt gì hả? Dạ không có. Có sao dụm kiếm gì hả? Dạ con coi có ai làm rớt tiền không con lượm. Trời đất ơi, tiền ai làm rớt đâu con lượm con. Tính bắt trước anh hai con hả? Dạ thì lỡ có người ta làm rớt thì sao ông hai? Lỡ mà gặp người ta làm rớt tiền đó phải không? Thì mình lượm, mình trả lại cho người ta. Chứ không được lấy là xấu, biết không? Nhưng mà mình lụm chứ đâu phải mình ăn cắp gì đâu. Lụm cũng vậy luôn. Thì mình kiếm cái người làm rớt đó, mình đem mình trả lại cho người ta. Dạ, vậy là mình lụm mình phải trả lại cho người ta đúng không hai? Đúng rồi, bây giờ ông hai hỏi con nè. Bây giờ con lỡ làm rớt tiền mà người ta lụm được đó, người ta xài luôn, con mất, con có buồn không? Dạ con buồn chứ. Ừ, thì ta cũng y như mình vậy đó. Biết đâu đồng tiền đó người ta đem đi đâu. Thí dụ ta đem đi ta đóng viện phí nè, ta đóng tiền học nè, hoặc là người ta làm cái chuyện gì quan trọng đó mà ta lỡ làm mất, mình lụm được trả lại cho người ta. Còn nếu không có người ta đó thì mình đem vô công an xã mình gửi lên đó, cái mình nói cái tiền này mình lụm nè, chứ mình lụm mình cất mình xài luôn đó là xấu, phải không? Dạ con biết rồi ông hai. Tao nghe nè bà Lít ơi, đang đâu ruột tèo? Đang nhà chứ đâu. Ê, hôm bữa hứa hai bữa trả đó, bên đây 4 ngày rồi, có tiền chưa? Tính trả nè. Ê nhanh nha, tại tôi còn đem tiền vô trong đầm tôm tôi đặt cọc cho người ta nữa. Biết rồi, tao hứa uy tín mà. Trời, rồi tiền chuối hẹn, rồi tiền nợ đầu, tiền đâu trả đi trời. Biết vậy bữa hổm bà Lít nó nói từ từ trả được rồi. Cũng tại cái miệng tài lanh tài lẹt. Cứ hai bữa quân tử nhất ngôn. Bởi đã nói tính trước bữa hôm qua. Dạ tèo nghe chú hai ơi. Sao có tiền trả cho tổ trưởng? Để hẹn 2 ngày rồi đó nghe. Dạ con cái gì lớn rồi đó, hứa phải giữ lời nha. Dạ con hứa chú hai, con phải giữ lời mà. Chú hai đang đâu vậy? Dạ vì để xíu con qua nhà chú hai nha. Dạ con hứa mà. Dạ chú hai yên tâm. Dạ. Trời ơi, sao vậy trời? Một mối là nhức đầu lắm rồi. Giờ thành ra 2 mối dí. Có cách rồi. Mời chú hai uống miếng nước trà. Mời ba Lít uống miếng nước trà. Trà uống đã xong. Vô vấn đề đi. Chú hai,
Từ từ. Cái gì mình cũng phải từ từ. Mấy cái vấn đề tiền bạc nó nhạy cảm lắm. Từ từ mình giải quyết nha chú hai. Thiếu nợ lại cứ từ từ không à bác hai ơi. Chú hai. Gì? Hôm bữa con thiếu chú hai 1 triệu đúng không? Thì đúng rồi, sao thấy mặt thấy gian vậy? Tính âm mưu gì? Bữa nay trước khi con trả chú hai 1 triệu, chú hai cho con mượn 1 triệu nữa đi. Trời ơi, mày nói cái gì vậy Tèo? Mày kêu chờ ba đến đây nó trả tiền, mày chưa trả. Bây giờ mày mượn thêm 1 triệu nữa, ở đâu ra? Cỡ 5 phút con trả liền. 5 phút, con tính hết trơn rồi 5 phút. Mày chắc chưa? Chắc. Có chứng ba lít nha. Rồi rồi, con canh giờ luôn. Tao đưa 1 triệu, 5 phút trả phải không? Đây, rồi bắt đầu cũng bấm giờ nè. Đủ 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 rồi. Tiền đưa qua bắt đầu bấm phút. Dạ. Coi như con mới mượn chú hai 1 triệu. Rồi. Ê, không có cho mượn tiền nha. Không, mượn tiền rồi. Bữa hổm tao thiếu mày 1 triệu đúng không? Ừ. Trả mày 1 triệu nè. Trời trời. Trời đất ơi. Ok. Tự nhiên mày mượn tiền tao mày để mày trả bên đó là sao mày? Từ từ chú hai, chưa hết 5 phút mà. 5 phút có tiền trả chú hai liền. Chờ xíu. Bà Lít. Ừ. Bữa hôm tao hứa tao trả tiền cho mày thì tao trả rồi. Ừ. Coi như tao giữ uy tín đúng không? Hả? À? Bà Lít. Ừ. Cho tao mượn lại 1 triệu. À. Chú hai, bữa hôm con thiếu chú 1 triệu, giờ con trả chú 1 triệu nè. Ủa, này tiền của tao mới đưa đấy mà. Nhức đầu quá, nhức đầu quá. Đâu có gì nhức đầu. Rối quá ta, khúc này rối vậy đó. Bình tĩnh đi, con tính hết trơn rồi. Con mượn tiền chú hai, con trả cho 3 lít. Cái con mượn tiền 3 lít trả lại cho chú hai là coi như nợ cũ mình xóa sạch. Giờ con thiếu nợ mới thôi. Mà nợ mới mới mượn đây mà. Thì chú hai với 3 lít phải cho con thiếu cỡ 2-3 ngày gì đó. Con kiếm tiền con trả lại. Chú hai thấy con tính gọn khô, ok không? Ây da, 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 ây da. Mày đừng có tính kiểu đó. Tao nói thiệt mày, tiền tao cũng chưa cần gấp lắm đâu. Nhưng mày hứa đó, mày hứa chắc là trong vòng 2 ngày mày trả cho tao. Tao với bà Lít nghĩ coi mày hứa đúng lời không? Mày lỡ đây mày mượn mày trả tới trả lui mày vòng vòng mày tính sao cũng hồi cũng y vậy à? Thiệt ra con không có muốn vậy đâu. Con cũng muốn trả đúng hạn. Tại ông chủ mua chuối kìa, ông hứa với con xong rồi ông hẹn. Ông hẹn xong rồi cũng phải hẹn chú hai. Hẹn 3 lít, giờ thành ra hẹn chuyện nên con mới tính tới nước này. Con cũng đâu có muốn. Biết khả năng mình chưa đủ, chưa có tiền thì đừng có hứa cho nó suông. Còn hứa người ta là phải đúng ngày, đúng tháng. Cái chữ tính là quan trọng nhất, mày nhớ chưa? Ông bà mình có câu, một lời nói ra là 4 ngựa khó theo. Bây giờ ta sợ nhất là mấy cái thằng đàn ông như mày vậy đó. Hứa lèo, hứa xạo, nói dốc, nói láo. Người ta chỉ tin 1 lần thôi à. Không ai tin lần thứ 2 đâu, đâu có ai dạy đâu. Con người đó mà không có chữ tín á, không có làm ăn lớn được. Mất uy tín phải không? Hứa cái gì chưa làm được. Dạ. Mày thấy tao nè, thiếu bác hai á bao nhiêu lần không? Là tao hứa là tao trả, có cái hơi lâu thôi. À là lâu. Dạ. Nhưng mà phải đúng ngày. Dạ. Con tại con bí quá, con tính đường cùng vậy. Con xin lỗi chú hai. Xin lỗi mày nghe 3 lít. Chú hai, chú thương thương ít bữa con kiếm tiền con trả chú. Lần sau con hứa với chú. Hứa hả? Ủa, đến nào? Chưa tới giờ quay mà làm gì mặc đồ lộng lẫy dữ vậy ông? Đẹp không? Cũng đẹp. Ok á. Mấy chục triệu mà không ok sao được mày? Gì? Bộ đồ này mấy chục triệu á. Ê, mày trúng số hả? Trúng nào? Chứ chứ tiền đâu mua đồ mấy chục triệu. Đồ mượn.
Trời ơi, ai cho mày mượn vậy? Con bạn tao á, nó thấy tao đi phim nhiều quá mà tao nói tao không có đồ hiệu mặc, cái nó cho tao mượn. À, vậy là nguyên cái set đồ này, áo khoác, sơ mi, rồi quần tây, rồi giày, rồi là của nó hết, của nó hết, của nó hết luôn. Rồi dây trên người rồi còn cái gì của mày? Cái mặt. Ê, tao thấy á, mày nói với bạn mày á, thay vì cho mày mượn cái bộ đồ mấy chục triệu vậy nè, thì thôi kêu nó cho mày mượn tiền mặt đi. Chìa. À? Thì để đập cái mặt xây lại. Ê, 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 hình như hai người này diễn viên á. Tôi cũng thấy quen quen. Cái người kia kìa, bận đồ đẹp vậy chắc chắn rồi đó. Còn người này phải không? Ừ, chắc phải mà, mặt giống như đóng phim gì trên TV nè. Chắc người giống người á, chứ diễn viên gì bận đồ bèo vậy. Bà nói cũng đúng. Hay là mình qua xin chụp hình với anh kia đi. Ơi, anh có phải diễn viên nano không anh? Đúng rồi em. Dạ, vậy anh chụp hình với tụi em nhé. Mời hai qua đây. Anh chụp hình với cho tụi em nha. Chịu khó chụp hình giùm cái đi. Rồi. Rồi cười lên nha. 1 2 3. Rồi, tắm nữa. Rồi tắm nữa ha. 1 2 3. Rồi, tắm nữa. Rồi cười lên nha. 2 3. Rồi, xong rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Mày thấy tao nói đúng chưa? Bây giờ làm nghệ sĩ rồi, phải biết chú ý hình ảnh của mình chứ. Thì tao nghĩ là quay phim xong rồi thay đồ ra cho nó mát mẻ, thoải mái, chứ rườm rà làm gì. Cái đó là mày nghĩ, nhưng người khác người ta không có nghĩ. Bây giờ nghe lời tao đi, về mua đồ hiệu mặc vô. Chị, trời đất ơi, bộ đồ hiệu tới mấy chục triệu lận, để tiền ăn sướng hơn đó rồi mua. Đi về. Được không? Tướng mày mặc đồ hiệu không có sáng. Sáng gì nổi thì sáng. Trời đất ơi, mặc vô chặt cứng khó chịu cũng chết luôn vậy đó. Quần gì mà bó sát cái đùi như cái đầu bánh tét vậy đó. Rồi thêm cái áo nữa, tao không mang tani được luôn á. Phải chi á, mà tao với mày cùng một size á, thì tao với mày mặc đồ chung cũng được. Thôi, mệt quá. Mày người mày có ăn khúc mà đòi cùng size với tao. Ê, quê nghe. Vậy thì tự đi mua đồ hiệu mà mặc đi. Tiền đâu mua? Mày làm như tao giàu lắm vậy. Tao nói cho mày biết, bây giờ á, mày là sắp nổi tiếng rồi. Mày phải tập trung xây dựng cái hình ảnh của mày đi. Biết là như vậy rồi, mà tao đâu có đủ điều kiện đâu mà giới tới. Tiền đâu mua nổi ba đồ này. Ê, tao có cách. Cách gì? Bây giờ mày xài hàng phát đi. Mày khùng hả? Tự nhiên có xài hàng phát. Mặc đồ phát ra đường á, lỡ dân chúng biết được, người ta thúi đầu luôn còn sao. Trời ơi, ê nè, không lẽ bây giờ mày đi ra đường á, người ta kéo cái áo mày lại tao coi. Ê, hàng phát, tao nói mày ở ngoài đường nhiều người xài lắm, mày không có biết được đâu. Con là 360 nè. Đúng rồi, 20 con á là 390. Gần Tết hút lắm. Về qua cái là tôi căng liền. Rồi rồi vậy nha. Ui, bà lên. Trời ơi, em ruột nghệ sĩ. Khỏe không? Khỏe ra. Ừ. Ui, mà về chơi hả? Ừ thì về chơi. Về ít bữa à. Ủa, về ít bữa luôn được hả? Trời, anh tưởng là tại vì thường thường nghệ sĩ á, là ế xô á, là người ta mới có thời gian ở nhiều thôi, chứ thường thường không có thời gian về thăm nhà đâu. Trời đất ơi, sao mà nói chuyện bởi ông Nguyên Giang anh Tèo à. Nghệ sĩ cũng phải có lúc dày lúc khác, giống như ông buôn bán tôm vậy đó, cũng lúc đắt lúc ế, chứ không phải lúc nào cũng có đâu. À đúng. Trời rồi đất ơi, thì sao rồi, dạo này buôn bán được không? Thì cũng ngày lay đai à, lời 5-7 triệu bỏ túi chơi vậy đó. Nữa hả? Trời, không đúng. Thiệt, anh là tại chủ dựa mà. Ừ. À quên. Cái gì vậy?
mong em về mấy bữa nay rồi mới có cơ hội. Làm gì vậy? Ký cho anh xin chữ ký đi. Trời đất ơi, tự nhiên xin chữ ký tôi làm chi ông? Anh xin thiệt mà. Tại vì ở ngoài giữa anh nói là anh của em mà không ai tin hết trơn. Mấy người xóm bên đó người ta không tin. Nói bây giờ anh ký chữ ký, anh photo bự như nè, anh treo trong giữa, người ta nói đó em tôi tấm tàn đó, đó em tôi tấm tàn đó. Ôi nhiều quá. Ký ký ký. Ký không? Ừ. Đây. Nên anh cầm giùm nha. Đây. Ký đây ha. À. Rồi xong rồi nè. Hai. Trời ơi. Ê ký ngoài bìa luôn. Ngoài bìa hả? À. Đây hả? Ờ à, đúng rồi. Cái này đi căn tôm dạch ra người ta thấy. Trời đất ơi. Rồi xong rồi đó. Trời ơi cảm ơn em ruột nhiều lắm nha. Trà này ông thấy uống được không? Ủa bà uống mà không thấy sao bà hỏi tôi chứ. Hỏi ý kiến rồi bữa sau tôi mua thêm hai vợ chồng mình uống. Trời đất ơi hôm nay hai vợ chồng mình rồi nữa kìa. Dạ thôi tía má con đi. Ủa con mới về rồi hôm qua mà giờ lên Sài Gòn lại hả? Dạ đâu có, con đâu có lên Sài Gòn đâu. Ủa vậy chứ đi đâu mà ăn mặc đẹp dữ hả? Dạ con đi ăn sáng. Trời đất ơi, đi ăn sáng mà quốc bộ đồ quá khứ vậy. Tao tưởng rồi bị đi lãnh giải Oscar hay gì chứ. Thôi tía không biết đâu, bây giờ con là diễn viên rồi, ra đường á nhiều người nhận ra con rồi, cho nên con phải ăn mặc lịch sự sang trọng mọi lúc mọi nơi. Thậm chí là đi đổ xăng á, con cũng phải khoác cái bộ vest vô, con mới đi ra đường được. Thế à? Ba, bữa nào quất cho tôi bộ đồ màu tím sen giống Tám ơi. Gì vậy? Trời đất ơi, tôi bây giờ cũng là tía của diễn viên chứ bộ. Ra đường ta cũng để ý, ta xin chụp hình đồ sao? Ông mà mặc đồ vest tím sen à, chắc tôi cũng kiếm mấy bộ sa rê mới được à. Đúng rồi đó, bà mặc cái lửng lửng à, mới giữ. Mấy cái đầm đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, thưa tí mắt con đi ăn sáng. Ừ. Con tắm tàn đi con Hồng. Ôi trời ơi, đẹp dữ bay. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên tao coi coi, tao chiêm ngưỡng chút coi. Dạ. Ôi, xoay một vòng coi. Xoay một vòng nha. Ừ, xoay một vòng. Trời ơi, nhìn điêu luyện quá. Nhúng một cái. Nhúng một cái. Công nhận sao chị nhà mày đẹp dữ vậy bay. Con nói con Hồng nghe nè. Ông bà mình có câu là người đẹp gì lùa. Lúa tốt gì. Bộ đồ này chắc mắc dữ hả bay? Cũng đâu có mắc lắm đâu. Tính cái set đồ này với cái ví này luôn á, có 100 thôi. Có 100 ngàn mà đẹp dữ vậy hả? Trời 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 trời, 100 triệu. Hả? Tao nghe lộn không? Không. 100 triệu. Dạ đúng rồi. Sao mắc dữ vậy? Con nói của Hồng nghe nè. Đồ hiệu thì nó phải mắc, tiền nào của nấy ha. Bằng nguyên cả gia tài người ta rồi. Bây giờ con là người trong showbiz rồi, con là một diễn viên điện ảnh rồi, cho nên con ăn mặc phải đàng hoàng, lịch sự, sang trọng hơn người ta, chứ đâu phải bình thường như trước đây được cô. Tôi ngưỡng mộ quá. Anh Tàng. Dạ. Cho tao vừa hơi chút nha. Tao lấy điện thoại tao selfie một cái. Ok cô, ok. Ờ rồi, đổi đổi kiểu đổi kiểu. À, tha tiền, tha tiền. Tìm à. Trời ơi, đẹp thiệt các mày. Dạ. Hình này á, mai á, cô Học sẽ mới đi rửa. Cô Học keo đầy trong quán. Nhiều khi quán phòng nổi tiếng nhà vậy á. Alo. Trời ơi, công nhận mày nói đúng ghê luôn đó nha. Mặc bộ đồ này vô á, đẳng cấp thấy khác luôn á. Ai cũng khen á. Nãy tao qua cô Hồng á, cô Hồng khen mát mắt luôn. Ừ, cảm ơn mày nhiều nha. Có gì lên Sài Gòn gặp.
Rồi. Đồng quê lên bao sức sống. Đà la đà 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 đà. Đứng lại mày. Ông, ông là ai vậy? Muốn gì? Nè 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 nè, đừng có làm bậy nha. Tôi là nghệ sĩ đó nha. Muốn tiền chứ muốn gì mày? Đứng đây. Tôi làm gì có tiền? Không có. Ăn mặc bảnh tổn gì mà la không có tiền hả mày? Mày tưởng tao ngu hả mày? Hồi nãy á, trong quán cà phê á, tao nghe hết rồi con. Đưa tiền đi. Chết cha, mình có giỏ mà nó lại có dao. Rủi làm liều một cái thì Tôi không có tiền. Đưa không? Thiệt tình, cái thằng Tám này nó đi kiểu gì mà từ sớm tới giờ chưa thấy nó gì à? Tới giờ cơm rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu hết à? Thôi nó không về mình vô ăn trước đi, rồi nó về nó ăn sau. Chứ chờ sao nổi chờ, tôi đói bụng quá à. Ờ thôi để tôi dọn cơm không ăn. Bà nghe, dạo này á, chỉ có lo cho con thôi. Quên mất chồng rồi phải không? Nói quá. Thằng Tám về kìa, ôi trời đất ơi. Ôi con. Trời đất ơi. Trời sao vậy nè? Trời ơi, trời dép cuốc quần áo đâu hết trời. Trời Phật ơi, sáng đi sang lắm mà sao chiều về thấy tàn dữ vậy con? Con bị cướp. Ủa mà con đi đâu bị cướp? Mà con có gì đâu để nó cướp? Cướp xác hay sao mà từ trên xuống dưới trong quần trong quát vậy? Dạ không phải tía. Cái gì dạ anh ơi? Em hôm sáng em cầm nó có 200 mấy rồi để đi ăn sáng à. Thiệt mà anh ơi, trả cho em đi. Trả cái bóp cho em đi. Bây giờ tao cho mày thêm một cách nữa. Cái cách gì anh? Lột rồi mày nghe. Thôi, lột cái gì, tôi là nghệ sĩ mà bắt tôi lột đổ đi sao được? Không được. Tao kêu mày lột bộ đồ mày ra. Thôi. Lột. Nhanh lên. Còn đâu? Dạ hết rồi anh. Tha cho mày nghe mày. Bộ đồ này 100 triệu chích hả? Kia má ơi, sao con về nhà được đây? Trời đất ơi, thở đời nay. Lần đầu tiên á, lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe có cái vụ cướp quần áo này đó. Thôi không sao đâu, mất bộ đồ mà mình không sao là tốt à. Dạ. Thôi vô tắm rửa thay quần áo đi rồi ra ăn cơm, tía má chờ nè. Dạ. Thôi đi đi, đừng có buồn nữa. Tụi cướp bây giờ cho nó xuống cấp dữ vậy ta. Hồi xưa nó cướp vàng, cướp bạc, cướp tiền, bây giờ cướp tới quần áo. Bà nghe, mai mốt ra đường á, mặc 2-3 bộ đồ cho tôi. Mặc chi nhiều dữ hả? Để nó cướp bộ này còn bộ kia, để nó quất một cái trong quần trong quắt nhường Tám đó, rồi bỏ xứ đi luôn à. Ôi, lao á. Thì tôi dặn hờ vậy đó. Ừ. Bậy bạ.
mới sáng sớm gọi tao sớm vậy mày? Mày lên mạng chưa? Lên mạng làm gì? Mới sáng đông cũng dậy lên mạng chi? Mày lên mạng đi, người ta comment ném đá mày quá trời luôn kìa. Hả? Tôi làm gì mà ném đá tôi? Mày xài hàng phách. Rồi, để tao coi. Quá trời quá đất. Ủa làm gì chi vậy con? Con có thấy tai hại cái việc nói dối của con chưa? Chưa. Chưa có danh tiếng mà đã mang tai tiếng rồi. Mai mốt ai tin tưởng mình nữa? Dạ, con xin lỗi tía má. Tại vì con nghĩ làm nghệ sĩ mặc hàng hiệu cho đẳng cấp, nhưng mà hàng hiệu mắc của con không đủ tiền mua, cho nên con mới nghĩ ra cách này á tía má. Trời đất ơi, đẳng cấp hay không á, đâu phải người ta đánh giá qua bộ đồ con mặc đâu. Mặc đồ hiệu á không phải là không tốt, mặc đồ hiệu á là cũng tốt, cũng sang trọng, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh. Mình có tiền thì mình muốn mặc cái gì mình mặc, miễn đẹp thôi, còn không có khả năng thì thôi. Đi làm gì chứ vậy? Con xin lỗi tía má. Tía dặn tụi con hoài à. Ừ. Sống sao cho nó thật đi, sống để cho tao thương, chứ đâu có dặn tụi bay đi cưa bơm để cho nó nổ. Dạ, con biết con sai rồi tía. Nhưng mà ban đầu con nghĩ cái chuyện này là không ai biết hết, cho nên con mới nói dốc trước sau ta cũng biết. Không có giấu người ta được. Làm mà không bao giờ nghĩ tới cái hậu quả hết trơn á. Vậy bây giờ con tính làm sao giờ tía má? Bây giờ lên mạng xin lỗi người ta đi. Con nghĩ kỳ này chắc fan hâm mộ người ta tẩy cái chai con hết luôn rồi tía ơi. Bây giờ ai tẩy thì tẩy, còn ai thông cảm được thì thông cảm thôi chứ sao bây giờ. Mình làm mình chịu chứ đâu có trách ai được. Tía nói đúng rồi đó. Bây giờ mình có lỗi, mình sai thì mình nhận sai đi, rồi có được người ta thông cảm bỏ qua không á thì sao đi rồi tính. Diễn viên xài đồ xốp 3 chữ D, đồ đổ đóng, đồ nổ. Trời ơi, chửi dữ vậy hả? Chửi lại chứ. Dạ mày. Cái thằng sống ảo. Cái thằng đúng là trẻ người non dạ mà. Chuyện này chắc tâm tàn sốc dữ lắm á con. Nó nói là nó đặt đồ gì? Đồ phay. Đồ phay là sao? Phay là đồ phai màu á. Đồ dởm á. À, nó nhuộm hả? Nó phai màu luôn hả? Thì nói chung nó nhái y hệt như đồ thiệt vậy đó. Mà sao tụi trên mạng nó hay mày? Tâm tàn mặt mà nó biết là đồ dởm. Thời buổi bây giờ á, đồ giả cho dù có làm tinh vi tỉ mỉ cách mấy á, giống y như đồ thiệt, nhưng mà cái người á, người ta sành hàng hiệu, người ta nhìn cái là người ta biết liền à. Nhưng mà sao mày biết hay vậy? Thì con theo dõi mấy thánh bàn phím á, lên chửi người tắm tàn nó nói vậy á. Lại con cũng dân xài đồ hiệu mà nhìn cái biết liền à. Vụ này phải suy nghĩ lại. Trời chủ giữa mà. Nhưng mà nói gì nói, thằng Tám Tàn kỳ này á cũng học được bài học, rút kinh nghiệm. Cũng cầu mong cho nó vượt qua cái cú sốc này, rồi khán giả cũng tiếp tục yêu thương ủng hộ nó. Mày kiếm cái gì vậy? Hôm bữa thấy chụp chung với Tám Tàn cái hình treo giữa quán đâu rồi? Cái gì à? Cháu tui gì đó, ôm người chua mỏ hung nó rồi đó, đâu rồi? Đâu rồi? Này không thấy. Ta thấy bụi quá, ta đi vô phòng cất rồi. À, bụi. Ê, tao nghe nói hôm bữa người ta nói mày cũng theo Tám Tàn chụp hình rồi xin chữ ký, rồi mày treo cái dựa tôm của mày á, sao tiên ngang tao không thấy vậy? Đi mày. Con cũng như cô ruột vậy đó. Bụi, sợ bụi treo luôn, đem về nhà luôn rồi. Ồ, chuyện đó sao rồi con? Dạ, cũng xong hết trơn rồi tía ơi, không sao đâu.
Cũng hên á, là con nghe lời tía đăng bài lên xin lỗi khán giả. Rồi người ta cũng yêu mến con, cho nên người ta bỏ qua hết rồi tía. Thì mình có lỗi thì xin lỗi người ta tha thứ chứ có gì. Nhưng mà nè, mai mốt không có bày đặt nói dốc nói láo nữa nghe. Dạ con biết rồi. Tía làm gì làm đi, con chuẩn bị đồ đi quay nghe tía. Dạ khi nào rảnh con gọi. Nè, tôi chưa nói chuyện với nó mà. Nó đang quay phim mà nói cái gì? Tôi chưa kịp nói nữa là nó làm cái rập rồi. Có bao nhiêu đó mà cũng dành. Ông mới là người dành chứ ai nói. Thôi, tôi không nói chuyện mà nói bà mệt đó. Mô Phật. Ủa, mới qua chơi hả mày? Đang đọc kịch bản hả? Tam Tài. Cái gì? Cho tao xin lỗi chị hôm bữa nha. Tao không ngờ tại do tao xúi dại mà nó mới xảy ra cớ sự như vậy. Thôi, chuyện qua rồi, bỏ đi mày ơi. Suy nghĩ làm gì? Với lại mày cũng đâu có muốn đâu. Vì sao bữa nay không mặc đồ hiệu nữa? Tao trả rồi. Bộ thằng bạn mà nó không cho mày mượn nữa hả? Không phải. Tại vì vấn đề á, khi mà có chuyện của mày xảy ra đó, tao nghĩ cho dù tao mặc đồ hiệu thiệt, nhưng mà nó cũng không phải là đồ của tao. Lỡ mà mai mốt cái chuyện này mà nó đổ bể ra nữa, nó còn nhục hơn chuyện của mày nữa. Mày nói cũng đúng á. Tao thấy mặc cái gì cũng được, không phải nhất thiết phải đồ hiệu đâu. Chỉ cần á, mình ăn mặc kín đáo, lịch sự đàng hoàng đi ra đường, là không ai nói gì được mình hết á. Nói thiệt mày nghe, bù trong lòng của mày, mày không thích mặc đồ hiệu thiệt luôn hả? Thích chứ. Ủa sao mày nói chuyện mâu thuẫn quá vậy? Mâu thuẫn cái gì? Tao sẽ mặc đồ hiệu, nhưng mà khi nào tao có tiền, có điều kiện kìa. Còn bây giờ á, mình cứ mặc đồ bình thường, hàng Việt Nam được rồi. Đó, thí dụ như bây giờ á, đi ngang cái shop nào đó, thấy người ta treo cái áo, cái quần gì đó đẹp, vừa ý mình, chạy vô lửa, mua mặc thôi chứ có gì đâu. Phải không? Mày nói đúng á. Ê, mày thấy cái áo tao không? Cái áo tao mua nè, 3-4 năm rồi đó. Mặc mà chóc mày luôn nhưng mà vải rồi nó còn y nguyên hết á. Hàng Việt Nam chất lượng cao nha mày. Đó, thấy không? Rẻ, bền, đẹp, mà giá yêu thương nữa. Ê, mà Tấm Tàn, thí dụ như mà mai mốt á, mày làm ra tiền á, mày mua được đồ hiệu á, cho tao mượn mặt ké mấy bữa nha. Trời, đâu ngờ mày lầy với lúa đen đồn. Giỡn với mày thôi. Quỷ. Tấm Tàn, sao giờ này mày còn ở đây? Ủa, làm gì tới sớm vậy mày? Mày biết mấy giờ chưa mày nói sớm? Giờ này chắc khoảng 7 giờ chứ nhiêu. Trời ơi trời, 7 giờ mày chưa chuẩn bị nữa chừng nào đi. Trời đất ơi, làm quá. Đây tới điểm quay á, có nửa tiếng đồng hồ mày làm như là xa xôi lắm vậy. Trời ơi, hôm nay á là cái chỗ quay phim á là gần nhà mày, cho nên là phải chuẩn bị sớm. Lợi đó, tốt cái tinh thần lên thì mới có vai cao được, mày hiểu không? Thì mày cũng phải đợi tao vô thay đồ cho đàng hoàng mới đi được chứ. Lẹ lẹ đi, lần này á, tao phải đậu vai thứ 9 mới được. Trời, tao đậu vai chính luôn của mày. Đợi tao xíu. Nhanh nhanh đi. Lúc nào cũng lề mề chứ. Đồ đậu vai chính. Tổ nghiệp ơi, con đã theo nghề suốt 2 năm nay rồi mà con chưa có cái vai nào mà có đất diễn đàng hoàng hết. Lần này mong tổ nghiệp phù hộ độ trì cho con. Con phải có được cái vai thứ 9 trong phim này. Sáng sớm nhà cửa đi đâu vắng tanh còn hơn cái miễu con tà nữa. Không có một người ở trong mà sai nữa. Thằng Tám đi thử vai rồi. Ủa, ở nhà mà cũng đi thử vai nữa hả? Thì nghe nói hình như có đoàn phim nó về quê mình nó quay nè. Sẵn đó nó kiếm người ở đây luôn. Ủa, quay gần đây không? Ai biết, chắc cũng gần á. Ủa, đi thử vai hả? Nó đi với thằng Phi.
mới sớm thấy hai đứa hay hửng đi rồi. Thằng thì cà tàng, thằng thì như cái thước bẻ đôi, cũng hợp nhau quá. Học làm diễn viên đâu nữa. Thôi kệ nó đi, hai đứa nó đi lên Sài Gòn học chung, rồi có gì thì nó đỡ đẩn bảo vệ nhau, cũng đỡ, mình đỡ lo. Với lại tụi nó chơi với nhau từ cái thời ở truồng tắm mưa mà. Sáng sớm mới hỏi câu làm gì một lọt kìa. Sáng giờ chưa có người để nói chuyện quá không? Anh tự ghiền chứ gì? Nói nhiều quá. Tính đâu ạ? À? Thấy chưa? Biết trước mà. Ha? Câu này nè, mấy chục năm nay, bây giờ sửa lại câu khác được không? Miễn bà thấy tôi đội nón là tôi biết bà hỏi tôi đi đâu rồi đó. Uống cà phê. Quán bà Hồng quá không? Đi chút gì à, nghe. Mới mốt thu sẵn vô điện thoại đi, cái mồm nằm ở ra tôi thuộc hết rồi. Mệt bụng quá trời quá đất thiệt. Ủa Tấn Tàn. Ủa Thanh, đi đâu vậy? Tôi đi thử vai. Ôi vậy là Tấn Tàn đi mừng diễn viên thiệt á hả? Ừ đúng rồi. Mèn đét ơi, bữa giờ nghe bà con trong xóm người ta nói á mà đâu tin, do nhà không có tivi, giờ mới thấy ha. Công nhận diễn viên mặc đồ có khác thiệt cái chứ. Vậy là bây giờ Tấn Tàn là nghệ sĩ nổi tiếng rồi ha. Trời ơi, nổi gì mà nổi, bình thường thôi quê. Ôi vậy là giỏi lắm rồi, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi á mà bây giờ Tấn Tàn được là diễn viên rồi. Còn tôi giờ mà cũng phải đi cắt cỏ vậy nè. Ủa mà đi đâu ghé đây vậy? À sớm ơi, mới đi cắt cỏ bán cho ông năm rượu nè. Ghé ngang tự nhiên thấy cái đoàn phim bự quá trời, ai ngờ được gặp Tấn Tàn ở đây đó nha. Rồi sao, cái này cắt cỏ gì đỡ không? À cũng khá khá à. Ủa Thanh. Phi Bóng đi mừng diễn viên chung với Tấn Tàn luôn hả? Ừ, hai thằng đi chung nhau nè. Ủa, cũng đi thử vai hả? Đâu có đâu. Trời ơi, đi cắt cổ cũng chết này, thử vai gì, có biết diễn gì đâu. Rồi, rồi. Ai biết đâu, thấy mặc đồ này tưởng đi cắt. Trời ơi, tôi biết diễn, tôi cũng đi thử rồi đó. Dạ, dạ, em biết rồi. Em về liền. Dạ, dạo này cuộc sống ổn không? Cũng được, cũng tạm tạm mà. Mà nãy thử vai được không? Cũng tạm tạm mà. Ê, bữa nào gặp Thành nói chuyện sao nha. Anh Bảy Cò kêu tôi về có một chuyện rồi. Ê, đây nồ, mày chở tôi về liền đi. Ừ, tại đi chung xe với nó, chở nó về bữa nào gặp cà phê ha. Đi rồi. Đi. Chưa có lạ gì hết trơn mà khinh khi người ta rồi. Để rồi coi tụi mày nổi tiếng được không. Con thấy con cũng đẹp trai đó. Mà ông trời cũng xin gió đặt để hết rồi. Ông cho con cái khiếu là chạy xe ôm, là con phải làm xe ôm. Còn mấy người diễn viên á, người ta có cái khiếu diễn cho bộ, người ta có khiếu diễn xuất, đồ khóc, rồi cừ, rồi này kia, thì người ta làm diễn viên. Ha, cái mời mốt Tấm Tàn với Gano nổi tiếng ha. Cái báo chí người ta ập vô, người ta giới thiệu, người ta đăng bài kìa. Người ta nói là tình bạn hiếm có trong showbiz Việt á. Trời ơi, má ơi, trúng rồi, trúng rồi má. Trúng gì? Má, con trúng vai rồi, người ta mời con đóng phim mới. Con trúng vai mới hả, phim mới hả? Dạ. Đóng vai gì vậy? Dạ, vai cậu ba, công tử nhà giàu, cường hào ác bá. Vai cậu ba, công tử nhà giàu, cường hào. Thôi, thôi không đóng đâu. Ủa, sao vậy má? Cậu ba, công tử nhà giàu thì được, nhưng mà cường hào ác bá, thôi đừng đóng con. Ủa sao vậy má? Thì người ta coi á, người ta thích coi cái vai hiền, vai tốt, chứ ai thích coi cường hào ác bá. Đóng mấy cái vai đó người ta ghét, không được đâu. Trời đất ơi, không có sao đâu má. Con là diễn viên mà, con được quyền thể hiện đa dạng vai, không có sao hết. Với lại cái này á, với là trong phim thôi, ngoài đời đâu có vậy đâu má. Mà cái mặt con á, nhìn nó hiền khô à, giống má nè. Con đóng ác ai tin. Trời ơi, má vừa thấy con làm thì sao má biết.
mà rồi có chiến này rồi có đánh đấm gì nữa không đó? Không á, phim này không đánh đấm gì hết trơn á. Phim này phim lẻ, phim nói về nhân quả đó má. Có một tiếng mấy à, không sao đâu. Rồi đi quay có lâu không? Đừng có dầm dầm về về cả tháng nghe không? Má yên tâm đi, con đi mau về mà. Dạ, con chào thím hai. Phi, mới qua chơi con. Dạ. Trời đến nộ, tao định đi kiếm mày nè. Ủa, kiếm tao làm gì? Mua đồ. Ủa, giờ này chưa tới Tết rồi mua đồ gì? Không, đi mua đồ để đầu tư cho vai diễn mới. Tao trúng vai rồi. Thiệt không? Thiệt. Chúc mừng mày nha. Ừ. Mày trúng vai gì vậy? Vai cậu ba. Ôi, ê, cái vai đó vai thứ 9 nha mày. Ờ, thì đó. Ôi ôi. Ê, mà khoan, cái... Hả? Tao cũng đi cắt cái vai đó. Hả? Bây giờ mày... Mày trúng cái vai đó, tao diễn cái gì vậy? Ủa? Mày chưa nhận kết quả hả? Chưa. Có khi á là đóng vai em cậu ba. Cái phim này á nó nhiều vai lắm, mà cái vai thứ cũng còn nhiều nữa. Đúng rồi, cái vai Tiên Phúc mày nhớ không? Nhìn mày nè, lùng lùng đen đen này nè, hợp lắm, tao chọn chắc luôn á. Ê, xúc phạm nha mày. Cái gì? Đen thì có đen nha, chứ không có lùng nha mày. Chiều cao chứ hơi khiêm tốn một chút xíu thôi nha. Thôi, tao giỡn á mà, mệt ghê á. Bây giờ á, đi mua đồ trước đi. Tao nghĩ á, đằng nào mày cũng trúng à. Mày biết làm sao không? Người ta chọn diễn viên á, mình là dân ở đây nè. Đậm chất miền Tây, đậm chất người Nam bộ xưa. Nó hợp vai á, tao chọn mày chắc. Nhưng mà, tao, mày nói gấp quá, tao đâu có đem theo tiền đâu. Ê, cho tao mượn nha. Tao cho mày mượn luôn. Vậy đi. Đi. Dạ alo ạ. Randall ơi, chị ở bên phim Nhân Quả nè. Dạ chị. Bây giờ rồi em có đi casting nhưng mà... Dạ đúng rồi, em có casting đó chị. Có lẽ là mình chưa có cái duyên cho vai diễn này. Hẹn em phim sau nha. Dạ. Đâu cho nội? Đi cầu cá. Mày ra đây. Ừ. Mới cắt cỏ cho ông Năm về. Sao đi câu cá mà mặc quần hiêu vậy? Đó là chuyện của tao. Ừ. Mà nè, nhưng mày rớt dai đúng không? Sao mày biết? Trời ơi, chuyện đó ai mà không biết. Mà nè, có chuyện này tao biết tao cũng nên nói cho mày nghe không nữa. Có gì nói đi, úp úp mở mở hoài. Thì hôm bữa đi cắt cỏ trong năm, cách tôi ngang qua quán cà phê á, tao thấy Tám Tàn nó ngủ cà phê với ông đạo diễn, làm như nó sinh dai mày. Sao mày biết? Thì tao thấy nó ngồi nó thủ thỉ gì với ổng á. Mà tao nói thiệt, mày không tin tao hả? Tao thề, tao mà nói sai nửa lời á thì sao? Thì da mày trắng như hôm bữa gì đó. Thề là nghề của mày rồi, đó giờ ai tin là thề của mày. Với lại á, tao biết Tám Tàn nó không bao giờ nịnh bợ ai đâu. Thằng bởi mày chơi nó riết á, rồi mày lúc nào mày cũng tin á. Nè, mày tin bạn cho lắm vô, bây giờ mày không tin tao đúng không? Nè, cầm tao này đi. Đây, hôm bữa có quay lại cho mày coi nè. Nè. Đây. Tao thủ thỉ cái gì đó, tao nói kiểu này chỉ có sinh dai thôi. Hiểu sao mày không rớt? Thấy chưa? Chơi với bạn sao mà biết chọn bạn. Của con mà tía. Bản thân thì phải hiểu về mình chứ. Bản thân mà còn nghĩ sai cho mình nữa là sao?
No, no. No, 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 no. Mày kêu ai à? Mày kêu mày đó. Mày kêu tao hay kêu chó? Cái nghệ danh của mày là cái gì... Cái gì... Reno gì đó. Reno. Ờ... Reno hả? Khó kêu với bà. Sao bạn Reno bạn ở đây à? Ủa sao vậy Reno? Kể từ ngày hôm nay mày cũng đừng gọi tao là Reno nữa. Sao vậy? Cứ gọi tao là Phi. Phi bóng như hồi đó. Ê, mừng sao bạn Phi bóng với bạn Tấm Tàn nắm tay nhau đi làm nghệ sĩ diễn viên gì mà thân thiết lắm mà sao giờ kìa? Hết rồi. Mày về mày mua quần áo mày đầu tư đi. Còn có chuyện mày muốn chơi chung với tao nữa hay không á, tao không quan tâm đâu. Reno. Ủa, nó nói gì? Mình chung dài thiệt không ta? Cô đường 1, tích 3. Cô ba ơi, cô ba ơi. Phúc. Cũng tại vì mày, cũng tại cái miệng của mày nhiều chuyện mà cô Hai Tiên không chịu lấy tao. Cô ba ơi, cô ba đừng hiểu lầm cô ba ơi. Con không có phản bội cô ba đâu cô ba ơi. Em. Hôm nay mày phải chết. Cô ba ơi, đừng mà cô ba ơi. Nhưng mà tao đâu thể để cho mày chết một cách dễ dàng như vậy được. Hôm nay mày phải trả giá cho sự phản bội của mày. Cô ba ơi, đừng cô ba ơi. Mày có nghe không? Giết lầm còn hơn bỏ sót. Cô ba ơi, con lại. Cô ba ơi, cô ba ơi. Trời ơi, mày không mở miệng được. Trời ơi, để cho mày trả giá cái sự phản bội của mày. Trời ơi, ghê quá. Ê, má má má, khúc này hay, khúc này hay nè má. Thôi thôi, hết chưa? Rồi, xong rồi đó tí má. Hết chưa? Dạ hết rồi. Mẹ ơi, tao bà cơ mày đóng cái vai gì mà ác ôn quá vậy Tám? Con đóng vai giết người hả? Tí má biết sao không? Cuối cùng á, cậu ba lên cơn đau tim. Đó là cái kết cho sự độc ác của nhân vật cậu ba. Nhưng mà té ra Tư Phúc chính là người cứu cậu ba. Cho nên trước khi chết á, cậu ba đã giao hết toàn bộ tài sản cho Tư Phúc luôn. Vậy cái kết cũng có hậu quá chứ ông ha. Ừ. Thì nó đúng với cái nhân quả đó phải không? Dạ đúng rồi Tiết. Đúng với cái tựa phim vậy. Dạ. Cậu ba, Tư Phúc hay quá cậu ba ơi.